Ôi, người đẹp như là thế. Béo lên được. Trong lúc chờ đợi mọi người vào, chị em mình, ừ, chị em mình cũng như thế là cũng cho cúng cụ livestream cho nhiều cho nhiều người xem. Hello mọi người, hello mọi người. Hôm nay thì mọi người còn biết là Linh đang ở đâu không nè? Trời ơi, một con đà siêu siêu đẹp luôn. Mọi người chắc phải một lúc nữa em ạ. Tức là khi mà máy nó phải lên khoảng tầm, chị nghĩ là phải một phút ấy, thì bắt đầu đúng live stream, người ta mới bắt đầu mọi người mới xem được. Ừ. Chị gái chị Oanh ạ, đấy. Chị gái chị Oanh. Đấy, hôm nay livestream chia sẻ luôn với mọi người về chị Linh. Rất là nhiều người hỏi là chị Linh có phải là chị em không? Chị em ruột không? Xong rồi có hay là có họ hàng gì không? Ừ. Đó, không sao lại giống nhau thế, xong giống nhau cả dáng đứng, dáng đi rồi nách nói chuyện điệu ra tiếng điệu cười, rồi cách tạo dáng chụp ảnh mọi cái sao giống nhau thế. Mũ mĩm, chị hơi mũm mĩm, chị đang hơi béo đấy, thật đấy. Mũm mĩm xinh quá. Chị béo thế đấy chưa? Béo đấy, không chị thích béo trông xinh hơn. Nhìn chị rất là mũm mĩm em ạ, nhìn chị đang hơi mũm mĩm. Từ từ đã, để phải chỉnh cái váy cho nó lên một tí. Không thôi là ngồi là nó bị. Hello em, chào em Diệu Huyền, chào Tấn Minh Nguyễn nha, chào Caro, chào Ngọc Cao. Lâu lắm rồi hai chị em không livestream với nhau nhỉ? Chốt từ năm ngoái. Ừ, phải tự có hơn một năm rồi ý. Phải từ năm 2019. Không, từ cái lần mà chị em mình live cùng với Linh Ly ở trên ID. Đấy đấy đúng rồi. Rồi thế cũng phải đẹp ấy. Cho nó cái trông như công chúa ấy. Từ đợt khoảng tháng 10, tháng 9, tháng 10, tháng 10 gì đấy. Đấy, xong rồi lâu lắm rồi chị cũng không livestream luôn. Hello em, Đặng Hường. Ui, đợt đấy hai chị cùng béo em ạ. Tết Tết ăn lắm thịt quá. Ăn nhậu lắm quá. Mà tối bây giờ vẫn cứ bị ăn thịt nhiều nên thành ra là quen miệng với chị con mẹ đâu. Công nhận Tết là mình kiểu mình được nghỉ ngơi hàng gần một tháng, nửa tháng xong rồi bị quen cái nếp ăn ấy, tối tối là phải mà ăn. Mà lại thích kiểu thích này, thích rượu vang, mà rượu vang cũng béo lắm ấy chị. Béo lắm luôn vì đây là toàn nho. Thật sự. Xong hai chị em gu ăn uống cũng giống nhau, sở thích quần áo thời trang. Không, gu ăn uống là chị bị ảnh hưởng một chút. Thôi thì chứ. Ở với nhau 10 năm mà chị không hề uống rượu, tự nhiên gặp anh 1 năm thôi, thay đổi hoàn toàn. Chị ơi, có nóng không? Hơi nóng. Hơi nóng, để mật điều hòa nhé. Hay là nói chuyện nó cũng nóng. Nói chuyện là nóng với cả chị mình ăn uống nữa. Ừ, đúng đúng đúng. Hello Dung Lê, hello Hồng Sù, hello Hiếu Trần. Oanh thì đang đi ra bật điều hòa lên nên là Linh sẽ nói chuyện với mọi người. Okay, cái đó cao lên một xíu. Bật chế độ lại nóng thế. Bật chế độ ấy đang quen mùa đông, bật chế độ mặt trời ấy. Chúng ta hai chị em đang nghi ngờ. Sởi luôn. Sấy. Hôm nay thì Linh sẽ có rất là nhiều món quà tặng cho mọi người nữa luôn. Oanh nữa, Oanh và Linh sẽ có rất là nhiều món quà. Nhưng mà bởi vì là Oanh thì Facebook của Oanh thì một mình Oanh chắc sẽ không thể nào xuể được. Vậy nên là mọi người quà thì mọi người sẽ sang Facebook của Linh nhá, để Linh có sự hỗ trợ của các bạn nữa, để làm sao mà có thể comment được cũng như là trả lời mọi người món quà nhanh nhất nha. Và ngày hôm nay thì món quà sẽ là đây. Oanh thì là đại diện thương hiệu của mỹ phẩm ID, mọi người cũng biết rồi. Để chia sẻ cho mọi người quên mất. Vâng. Ôi, mình tặng, em thấy ID đợt vừa rồi ra nhiều loại đúng không? ID thời gian này nó có 49 loại mỹ phẩm khác nhau, 49 dòng mỹ phẩm khác nhau. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ tặng cho các bạn rất là nhiều những cái sản phẩm gọi là best seller, tức là những cái sản phẩm đang hot nhất tại ID luôn. Đúng. Vì vậy mà sẽ có như là Son Fizzler này, có BB Cream rất hot nhưng mà hiện tại vẫn đang sold out trên mọi hệ thống. Và bởi vì thực sự mọi người ơi, năm nay là không phải do đứt chuỗi cung ứng nên là một số những cái thành phần nó mới, khi mà sản xuất ra một sản phẩm á thì nó sẽ có rất là nhiều thành phần. Và năm nay thì năm 2020 mọi người biết là dịch bệnh nó kéo dài rất là lâu, vậy nên là đứt chuỗi cung ứng nên là có một số những cái thành phần mà nên là làm cho cái quá trình sản xuất bị chậm với em. Và cái thứ hai nữa là không ngờ là cái sản phẩm đó về Việt Nam lại hot như thế, mọi người rất là yêu thích. Đây, như là Linh với Oanh hôm nay cũng đang đánh BB cream của ID. Nói thật ra đây không phải là quảng cáo bán hàng đâu nhé mọi người, vì là bây giờ hiện tại cũng không có hàng để bán. Nhưng nó hot. Em có mỗi một lọ sắp hết rồi chị.
mà thích đúng không? Ừ. Ai cũng dùng xong cũng mê. Nó là thích mà đánh từ sáng tận chiều tối luôn. Mà không bị đổ dầu, nhất là những chị trôi nào mà mình mà hay tiếp xúc ánh nắng mặt trời này. Đúng không? Hoặc là hay mà có máy quay hình hoặc là ánh sáng mà chiếu trực tiếp ấy. Thì cái này nó rất là hay là nó sẽ không bị đổ dầu. Vậy nên là cái sản phẩm nó hot như vậy đó. Và nhưng mà hiện tại thì đã không có hàng, vậy nên Linh sẽ tặng cho mọi người rất là nhiều thứ. Ví dụ như son Fizzler hai chị em vẫn đang sử dụng đây. Nó làm cho đôi môi căng mọng dày hơn. Ai cũng hỏi anh là có tiêm môi không? Nó đây đây đấy. Đúng không? Ai cũng hỏi luôn. Hỏi tiêm môi, làm môi các thứ mà khổ ấy, mình có làm được đâu, chỉ có đánh son nó hơi tòe tòe ra xong rồi đánh son. Ừ. Tức là cách đánh son của anh ấy là nó hơi trườm ra ngoài xong rồi dùng son Fizzler của ID là nó mọng mọng lên. Xong nó tều tều lên xong rồi cứ re re lên ấy. Bản chất là môi anh cũng là dạng môi môi hơi vén. Cho nên là khi mà anh đánh trườm lên trên viền trên ấy thì nhìn môi nó khá là dày và nó đầy, không đánh son bóng Fizzler lên nữa là nó mọng mọng cái môi ấy. Công nhận. Ừ, thế là mọi người ai cũng hỏi luôn á là bơm. Là anh có bơm. Có tiêm không? Mà đúng là đây mọi người trả lời mọi người là hầu hết là toàn là bằng son Fizzler thôi mà môi đẹp như vậy luôn. Răng chị anh xứ loại nào vậy? Răng của em đợt đấy là làm gì nhỉ? Làm sứ gì là thì sứ ấy, bác sĩ cũng sẽ phải tư vấn riêng với, có rất là nhiều loại sứ khác nhau, nhưng mà riêng với răng ấy, thì mọi người hãy qua đi nhé để bác sĩ thăm khám cho mọi người để xem cái men răng của mình nó phù hợp với loại sứ nào. Bởi vì có một số những cái trường hợp ví dụ như răng mà nhiễm tetracycline là răng màu răng rất bị là sậm này, bị vàng xỉ. Này và bị còn hơi bị có những cái màu răng nó còn gọi là hơi bị tối màu như kiểu bố ghi ghi nó xỉn hẳn luôn. Đúng rồi. Thì cái cùi răng nó phải là một cái màu đặc để làm sao mà khi mà bọc cái sứ vào thì mọi người không nhìn thấy cái màu răng cũ của mình nữa. Đó. Vậy nên là mọi người hãy đặt lịch tư vấn để bác sĩ qua ID để bác sĩ tư vấn cho mọi người kỹ hơn, cụ thể hơn cũng như là làm sao để phù hợp nhất với cái dòng sứ mà mọi người muốn nha. Hỏi là sao hai chị giống nhau thế, mắt giống nhau, miệng giống nhau, kiểu cười giống nhau khác kiểu. Thì hai chị em giống nhau, ai cũng khen là hai chị em giống nhau nên là rất là may mắn. Là nên là hôm nay mọi người nhớ là ở trong livestream này mình sẽ không tặng từ đầu cũng không tặng cuối, mình sẽ cắt tặng thường xuyên. Tức thi thoảng mà mình sẽ đọc những cái comment nào mà mình cảm thấy hiểu cảm thấy thích, đúng cảm rồi mến. Đó là nó nhiều khi nó lại là ngẫu hứng vạn sự tùy duyên. Nếu như bảo là duyên nên là mọi người trong cái livestream này Linh sẽ tặng rất là Linh và Oanh sẽ tặng rất nhiều quà cho mọi người. Oanh cũng sẽ đọc trên comment của Oanh. Nhưng mà sau đó thì đọc cái comment trên của Oanh rồi thì mọi người chụp lại màn hình và mọi người gửi trên Facebook của Linh nhá. Để bên Linh, bởi vì thật sự là Oanh một mình thích kê cái Facebook á thì không thể nào mà hết được. Nên là mọi người lại sang Facebook của Linh sau đó gửi lại comment đó để Linh gửi quà tặng cho mọi người nhá. Và Linh sẽ có một bộ phận để các bạn đi ship quà nhanh nhất. Chứ còn thực sự là hai chị em mình mà đóng quà các thứ thì không thể xuể hết được. Bình thường đúng không nào? Không thể nào mà tách ke check được hết tin của mọi người đấy, nữa. Không thể check hết tin được. Nên mọi người hãy làm thao tác như vậy nha. Và giúp Linh và Oanh là hãy share cái livestream này đến nhiều người hơn nữa để mọi người biết được cái chương trình này. Cũng như là hai chị em có động lực lượng view tăng này thì mọi người sẽ có mình sẽ có động lực để thường xuyên livestream tặng quà. Đúng không? Cũng như là chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mà chị em mình có một cái kinh nghiệm rất nhau. Thật ra nhiều khi chị em ruột còn không hợp nhau bằng là hai chị em thương nhau nhỉ. Ví dụ như Linh có một em trai nhá, hai chị em thì rất là yêu thương nhau, thực sự rất yêu thương nhau, yêu thương nhưng mà không bao giờ nói chuyện được với nhau quá 30 phút. Không. Em thấy em mà Dung thấy đấy. Ôi không, thật sự luôn. Nhưng mà nhiều khi chị em mình nhá lại không cần phải nói. Đúng rồi, nhau hiểu luôn. Ý nhau luôn. Em hiểu ý nhau thực sự luôn. Cái chơi với nhau bây giờ là 3 năm. 3 năm. 3 năm nhờ. 3 năm đầu tiên là từ công việc, từ làm đẹp, từ là khách hàng. Đó là mọi thứ là công việc bình thường thôi. Là Linh là người chăm sóc, còn Oanh thì là khách hàng. Sau đấy dần dần đến nào hai chị em mình đi ăn với nhau nhỉ, phối hợp nhau thế. Mọi người có biết không, thật sự Linh chưa chơi với bất kỳ một người phụ nữ nào mà Linh cảm thấy là mình bị hoang mang về giới tính. Đây là câu này nó thật. Không nhận. Lúc đầu em cũng tưởng là chị có vấn đề, bởi vì thấy bà chị kiểu bị như mê mình quá ấy. Không, đúng là bị đáng yêu quá. Mọi người thề, mọi người Linh bị thấy Oanh là rất đáng yêu vì có những người mình rất là yêu thương nhưng thực sự là lại không hợp để nói chuyện. Đúng rồi. Nhưng mà chị và em đặc biệt là nói chuyện với nhau bị cuốn ấy. Đúng rồi. Vì cứ thế nói mà nói đến hàng tiếng đồng hồ, có những hôm nói chuyện đến mấy giờ sáng. 2-3 tiếng nhỉ? Nhất là cái đợt em nhớ đi Hàn Quốc không? Chị em mình nhá, sáng này ngủ dậy xong bắt đầu đến tối ngồi uống rượu với nhau từ lại chị nghiện. Tức là em thật ra một phần có thể chị nghĩ là chị nghiện rượu nhưng một phần là nghiện cái cảm giác nói chuyện với em. Đáng yêu thực sự mọi người ạ. Nên là mọi người mà ai mà gặp anh ở ngoài ấy thì thề mọi người là sẽ bị mê đấy, không hiểu sao luôn. Bởi vì cái tính cách nhá, đáng yêu như thế này, xong lại xinh nữa, mà Linh thì lại rất là thích những thật ra là chị rất là thích đẹp ấy. Em hiểu không? Hồi chị nhớ nhá, cái hồi mà mình học cấp 3 ấy,
xong rồi đi đường mà thấy cô nào xinh thì phải vượt lên xem, ngắm đằng sau dáng đẹp, ồ vượt lên xem mặc như nào đúng không, đúng xem người ta mặc như nào, bởi vì thật ra xem người phụ nữ đẹp rất quan trọng nhất là để mình học theo họ. Ngày xưa thì làm gì có mạng xã hội để mà mình biết được là ai xấu ai đẹp đâu, nên cái việc mà mình xem những người phụ nữ đẹp ấy là để mình học theo họ, đó là một cái cách mà Linh thấy là từ hồi cấp 3 Linh đã làm như thế. Nên là Linh rất thích những người nào đẹp thì mình học hỏi, người nào xấu thì mình là ủ đi thế xấu lắm nên mình sẽ không mặc như thế, đúng không? Mình sẽ không mặc như thế và mình sẽ không làm như thế, để mình tránh ra đấy, để mình phân biệt. Chị cũng giống em cái đấy đấy. Ừ, hai chị em giống nhau nhỉ. Nên là ai mà nhìn thấy đẹp là mình sẽ bị mê, đúng không? Mê đấy. Hút. Và cái thứ hai nữa là Oanh thì nói chuyện rất là hay, thật sự khéo léo, nhưng không phải cái kiểu khéo léo mà kiểu rất là dễ thương ấy, kiểu gần gũi, không phải là khéo hoa. Cái khéo này là khéo, không phải là khéo kiểu bị over mà khéo kiểu khéo thật đó, nó lại khác nhau. Thế hôm nay bắt đầu mình chị em mình ngồi nói chuyện này, tâm sự này, và đến với nhau là từ gọi là niềm đam mê làm đẹp, đúng rồi, xong là cùng cái tư duy về cái này, đúng rồi, đúng không? Cái tư duy nên về là đẹp, cách làm đẹp chị với em mà Kimmy mỗi lần chị hỏi đồ mới, ô Linh ơi cái này Oanh cũng vừa mua. Là mua rất nhiều đồ mối giống nhau nhá. Hai chị em từ có kính, rất nhiều đồ kiện, quần áo, giày dép, đúng không? Túi tắm cũng rất nhiều đồ giống nhau luôn, mà cùng màu, cùng kiểu luôn ý, kiểu như thế, kể cả quần áo, thế mới đặc biệt chứ. Là cùng gu đấy. Đấy, ai bảo hai chị giống nhau quá. Thật ra ấy là rất là nhiều người nói thế và thật ra ở ngoài không giống nhau đâu nhá. Ở ngoài không sao, nhân viên của chị nhưng mà là nhìn chị nhìn từ xa thì là chị Linh thôi, thì mỗi lần Oanh đến spa hoặc là lên ID là nhân viên từ xa nhìn là sẽ không biết là chị đấy là chị Linh hay là chị Oanh, vì dáng xong mà... kiểu về cái phong thái nhiều cái. Thật ra là hai chị em mặc dù là lúc đầu là vô là cái duyên gặp nhau, xong sau đó tự nhiên bị hấp dẫn nhau, bị mến nhau, xong dần dần cứ bị giống nhau, càng ngày càng giống. Lúc đầu thì chỉ là có thể là cùng tư duy về cái đẹp, về cách làm đẹp, rồi cùng gu nọ cùng gu kia, nhưng mà cứ càng ngày càng tiếp xúc với nhau xong cứ tự bị giống nhau. Tự bị giống nhau. Em thề thích làm đẹp giống nhau, đúng rồi. Em thề chị, đến bây giờ cái dáng đi của em lắm lúc nhá, em đi xong là ôi như dáng đi để giống bà Linh, thật là như thế luôn ấy. Mà ngày xưa chị bảo với em là chị sợ nhất cái dáng của chị, thế mà mình bảo chứ sao dáng này tự nhiên mình nhìn cứ bị giống, thật luôn là như thế, cứ kiểu đi cứ bị lắc. Chị có một chị họ của chị bà ấy đẹp lắm, nhưng mà cái dáng đi của bà ấy cứ cong tớn lên, thế xong rồi mình người ta có người ta thì cong chứ. Xong rồi nào mà mình dáng đi y xì luôn, hai chị em giống dáng đi y xì nhau luôn. Buồn cười lắm luôn ấy. Xong đấy nói chuyện điện thoại bà Song Thu ấy, chị bà Song Thu make up ấy, nói đu buôn điện thoại với em chứ một lúc em sao giọng mày giống một bà Linh ấy. cái gì nhở, cái bảo Thanh ấy bảo em ơi sao giọng của chị giống giọng của anh thế, giống hệt luôn ấy. Mình nghe điện thoại mình không biết là giống, vì tại mình chơi với nhau ấy, mình có thể là đâu, với lại là mình chơi với nhau thì mình sẽ, ví dụ chị thấy cái gì của em đáng yêu thì tự nhiên chị thích, bị giống chị thích, đúng rồi, chị thích xong rồi chị sẽ có thể mình làm theo một cái gì đó nó là một pháp, nó là vô thức pháp. Thế là tự nhiên nó thành càng ngày, nên là bảo sao là hai người chơi với nhau mà hay là hai người thân với nhau hoặc hai người ở với nhau là người ta sẽ giống nhau, đúng là rồi. Bởi vì họ sẽ bị nhiễm vào nhau. Sau đó thì người ta kiểu như đó là một cái rất là vô thức, người ta không biết ý thức được cái việc người ta đang nhiễm vào. Đó nên mới bảo là chơi bạn mà gần mực thì đen, gần đen thì dạng, là đúng thế đấy. Nó là một phần đấy, nó là kiểu nhiễm vô thức. Nhưng mà do nhiễm vô thức này, ai bảo là chị Linh ơi chị giống chị Oanh quá, hoặc là chị Oanh giống chị Linh lầm lạ, ai mà khen giống chị rất thích nhá. Đúng. Bảo vì thích nhau ấy, là giống nhau là không thích, nhưng mà nếu mà nói chúng Oanh là rất là thích nhá. Bây giờ thì có nhiều người comment quá này, tặng quà một bạn đi, em tặng từ Facebook em trước đi. Sau đó bạn thì sẽ sau đó thì em phải ấn vào cái ghim ấy. Ừ đúng rồi, em ghim lại xong bạn ấy sẽ chụp cái màn hình là em đã ghim rồi, thì bạn ấy gửi sang Facebook của chị, như thế thì mình sẽ không bị nhầm. Quyền phạm. xem là đây mình em bây giờ bắt đầu từ bây giờ nhá. Bắt đầu từ bây giờ là anh sẽ tặng quà ngẫu nhiên cho mọi người tương tác ở trên này, comment hoặc nói chuyện tương tác với hai chị em ở trên này, anh sẽ tặng quà ngẫu nhiên nha. Ai có ví dụ ai mà có duyên để hôm nay nhận quà của anh với Linh thì mọi người nhớ share không nhỉ? Có share nhá, share lên chim này cho hai chị em nha. Mọi người giúp Linh là share nhá, bởi vì là các bạn nhân viên của bên Linh á thì các bạn ấy sẽ check lại, để bởi vì là thực ra là mình có tình cảm với nhau, có yêu thương nhau, có tương tác với nhau thì cũng có qua có lại. Đúng không nào? Đúng rồi. Là mọi người nhớ share giúp Linh hoặc là Oanh nhá, mọi người share livestream của Linh hoặc Oanh này. Sau đó thì mọi người hãy comment một điều gì đó. Mọi người có vấn đề gì Thủy hỏi. Anh. Em phải tặng quà cho Thủy Anh. Ô, sao máy em tự nhiên nó bị tối nhỉ? Đúng. Đây ghim đúng không? Ghim. Rồi, em tặng cho bạn Thủy Anh này, đó. Bởi vì bạn Thủy Anh này là một em bé em rất là quý ở đoàn.
em ghim lại bình luận đấy xong em ghim Thùy Anh rồi. Thùy Anh chụp lại cái màn hình của Thùy Anh xong Thùy Anh gửi sang cái page Ngô Thùy Linh của chị nhá. Bởi vì là cái Facebook nhiều khi nó bị chặn em nhiều. Hôm nay chị like hai trên hai kênh, một là kênh Facebook Ngô Thùy Linh và hai là kênh một cái là Linh Thùy Ngô, thì mọi người nhớ là gửi sang page Ngô Thùy Linh nha. Thì cái page mọi người gửi hoài, gửi mãi cũng không bị chặn, nhưng mà gửi vào cái Facebook á là đôi khi mà cái lượng comment và inbox mà nhiều á là nó chặn inbox của Linh luôn. Linh cũng sẽ không thể nào mà Cháu Thỏ và Mì xin chào cô anh Minh Thủy. Ai nhở? Cháu Thỏ và Mì xin chào cô anh tặng quà cho cháu đi là ai nhở? Cháu Thỏ và cháu Mì là cháu của em mà, sao nick Facebook lại là bạn nào đây nhở? Alo. Em lướt qua nhưng ấn vào xem cuốn quá. Hạnh Hin. Ok, cảm ơn Hạnh Hin nhá. Chị sẽ tặng quà cho Hạnh Hin. Đã ghi bình luận của Hạnh Hin rồi. Hạnh Hin nhớ share livestream này cho Oanh và Linh nha. Chưa anh mùm mím cưng thế. Tặng luôn cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Cảm ơn em. Đấy. Thật ra thì ở ngoài thì xinh hơn đấy. Lên livestream nó hơi béo. Lên livestream thì nó cũng hơi ở ngoài nó Oanh kiểu đầy đặn. Thật sự là đầy đặn, mũm mĩm. Nhưng ở lên livestream này bao giờ nó cũng sẽ phình hơn, nó sẽ phình to hơn. Cho nên là của chị bị ao này. Bị ao cái ao ra ngoài ấy hả? Ao luôn livestream à, luôn. Thế à? Không hiểu sao. Nữa đi chị, để tìm cái filter ấy, filter à. Đây đúng không? Lùi lại chị. Đây cái này. Đây. Trời ơi. Đang nói cái gì nhỉ? đang lên trên livestream mà nó sẽ phình to hơn ra. Mấy cân bao giờ lên hình mọi người để ý không? Chụp hình với chụp mà với cả lên quay ấy là bao giờ nó sẽ to hơn. Chứ còn ở ngoài nó anh vừa vặn. Ngoài rất là có đẹp. Có bụng bẫm. Chị nghĩ là lên hình là phải tăng lên ít nhất là 2 đến 4 cân ấy, thì từng người ấy. 4 cân. Nếu mà có người thì bình thường là có người tăng lên 5 cân, có người thì ít nhất là phải 2 3 cân. Đang lướt thấy. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhớ. Mọi người có thể like lại trên cái page Ngô Thùy Linh rồi. Mọi người nhớ nhá. Mọi người sau khi tặng quà xong mọi người hãy nhá, chụp lại cái màn hình. Sau đó thì mọi người gửi sang. Cái này đang cái này cái gì chị? Show down hết hàng rồi đấy. Đấy mọi người biết không? Cái kem chống nắng thì cũng rất thích này. Và hết hàng không? Có hết hàng không? Không còn hàng. Nhưng mà cái dòng kem chống nắng này thì dành cho da khô nha mọi người. Tức là Linh cũng sẽ nói luôn, bởi vì thật ra chăm sóc da ấy nó phải phù hợp với làn da của mình, chứ không phải là cái sản phẩm dù có tốt nhưng nó không phù hợp với làn da của mình thì nó cũng sẽ không thể nào mà hiệu quả được. Đúng. Vậy nên là Linh sẽ tư vấn cho mọi người là sản phẩm nào phù hợp với làn da nào để mọi người có thể khi mà mọi người chăm sóc, mọi người sử dụng thì mọi người sẽ cảm thấy yêu thích cái sản phẩm đó, bởi vì bản chất của sản phẩm mỹ phẩm ấy là dùng là phải đẹp, thì đẹp là phải hợp thì nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà nó mà không hợp thì chắc chắn là không đẹp được. Đây là một cái dòng mà gọi là kem chống nắng của ID nhé mọi người. Cái này nó rất phù hợp với da khô. Như ví dụ da của Linh là da dầu này thì Linh không hợp với sản phẩm này. Nhưng mà da khô như da của mẹ Linh á, trời ơi bôi nó mướt, mẹ chị thích lắm luôn ý. Mẹ chị mê cái sản phẩm này luôn á. Tìm Phương Phương tặng Phương Phương cũng là một người fan cứng của em và nói chung là rất là yêu thương em. Đó. Bây giờ thì có cũng inbox có khá nhiều hỏi. Và đáng yêu thực sự mà nhắn, thực sự là mọi người thấy nhắn không? Nên là nếu như mà face của Linh á, mọi người đang ở trong face của Linh, mọi người thấy cô này đáng yêu quá thì hãy sang follow của cô ấy nhé. Bởi vì là cô ấy sẽ có rất nhiều thứ hay ho để chia sẻ cho mọi người. Nàng đẹp. Rất là nhiều thứ hay ho để chia sẻ cho mọi người. Hai chị em thì mọi người hỏi rất là hỏi về cái khuôn cười của em, miệng cười của em. Mãi khen là xinh hơn. Tự nhiên hơn. Em thấy là sau khi em làm răng ở ID em thấy nè. Một năm gần năm rồi chị nhở. Từ hồi tháng 10 năm ngoái là Oanh làm bộ mới này của ID. Thật ra thì để mà nói so sánh ý, thì ngày trước Oanh cũng khá là ưng bộ răng cũ của Oanh rồi. Nhưng mà nếu mà để thật nói công tâm lên hình ý, thì nó vẫn hơi lộ là kiểu lộ răng ấy. Thì bản thân em là một diễn viên thì em thấy rằng là cái việc có một cái hàm răng mà nhìn nó trong, nó tự nhiên mà nó mảnh, nó nhẹ thì bao giờ lên hình nó cũng sẽ mềm mại hơn. Với lại rồi là em bắt đầu em yêu thích cái gọi là đẹp tự nhiên đúng không? Đó. Nhưng không tự nhiên mà đẹp. Đó. Tức là cái kiểu càng ngày càng kiểu ao ước là mọi thứ nó phải trông nó phải thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng. Làm nhưng mà như không làm. Thật ra là chị rất thích cái quan điểm của em nhá. Tức là em có nói với chị là thật ra bình thường nếu như em mà không nói là em làm thì sẽ không ai biết là em làm luôn. Và rất nhiều người ta cũng không nói. Nhưng mà em thì bản thân em là em muốn nói là để làm sao để chia sẻ
cho nhiều người muốn đẹp hơn là người ta sẽ có thấy được rằng là đến một cái độ tuổi nào đó chúng ta không thể tránh được lão hóa, thì chúng ta cần phải chăm sóc như thế nào để làm sao mình xinh đẹp hơn và mình duy trì được cái vẻ đẹp của mình nó lâu dài hơn. Đó nên là chính vì điều đó mà Oanh mới chia sẻ mọi người đó, chứ không phải ai người ta cũng chia sẻ đâu. Như ngày xưa cái quan điểm của bạn chị nhá, con bạn chị nó cũng làm rất, trời ơi làm rất hỡi nhập nhiều thứ lắm, nhưng nó bảo là không, ta không chia sẻ. Tự nhiên ta chia sẻ xong rồi nó lại cũng làm đúng tao. Đúng, thế là tao sẽ không đẹp bằng nó nữa. Có những người họ còn ví dụ chỉ đơn giản như nối mi đẹp này, hay là làm tóc màu nâu đẹp này, hỏi tao cũng không nói đâu, bởi vì là người ta đôi khi cái sự ích kỷ ta khi mà mình đẹp rồi mình không muốn ai cũng đẹp như mình. Nhưng mà rất là nhiều người như vậy luôn ấy. Chính xác. Em đã từng gặp rất là nhiều người như thế rồi, thậm chí có bạn em nói là chứ tao nói cho mày thôi nhé, mày đừng nói với ai kiểu thế. Thế thì anh thấy rằng là đấy là cái tư tưởng tư duy của mỗi người thôi. Nhau, nhưng mà riêng anh thì anh thấy rằng là khi mà phụ nữ đẹp và biết cách làm đẹp cũng như là biết cách yêu bản thân ấy thì sẽ yêu mọi người, thì sẽ lan tỏa những cái tích cực xung quanh đến tất cả và hỗ trợ trong cả công việc lẫn cả trong cách đối nhân xử thế. Và khi mà người phụ nữ đẹp, soi gương đẹp thì người ta nhìn mọi thứ nó đều đẹp, thì người ta sẽ bớt những cái tiêu cực ở trong suy nghĩ của họ đi. Thì anh thấy rằng là cái việc bản làm cho bản thân mình đẹp và yêu thương bản thân mình thì cũng auto sẽ làm cho tất cả mọi thứ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì chính vì thế mà anh mới thấy là cứ cái gì hay ho anh rất hay thích chia sẻ, cứ cái gì mới mẻ là anh lại thích phô ra kiểu thế. Thế cho nên là có rất là nhiều người đã hỏi anh là tại sao đã là một người công chúng, là một nghệ sĩ thì thường là mọi người khi làm đẹp hoặc là làm đặc biệt là kiểu làm thẩm mỹ thì thường là sẽ không nói đến hoặc là thậm chí còn phải giấu đi. Nhưng mà đấy thì cũng có thể là do mọi người không muốn, là không phải là cái gì xấu xa cả, nhưng có thể mọi người không muốn bị để ý quá nhiều về cái việc riêng tư đấy. Nhưng mà riêng anh thì anh có cái tư tưởng là anh muốn lan tỏa những cái tư duy cũng như là cái suy nghĩ khác về việc làm đẹp để cho mọi người đều được đẹp, bởi vì không phải ai sinh ra cũng có những cái nét mà nó được như ý mình. Đúng. Và đặc biệt là không phải ai cũng chắc chắn là không ai duy trì được cái vẻ đẹp mãi mãi. Cho nên là nếu như mình có cái cách nhìn nhận cũng như là cái cách phương pháp làm đẹp đúng đủ thì mình sẽ đẹp mãi. Đẹp trường tồn thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy ví dụ Oanh ấy thì Oanh đã đẹp sẵn rồi, bản thân Oanh là cô gái đẹp. Nhưng mà lại luôn muốn là mình phải trẻ hơn nữa, mình phải đẹp trẻ mãi. Cố gắng duy trì đẹp được càng lâu càng tốt, đúng, kiểu thế. Sinh mãi. Nhưng mà bản thân Linh á thì mọi người nhìn cái hình ảnh của Linh ngày xưa, nếu mà ai mà theo dõi Linh, trời ơi chị xấu quá trời luôn em. Nên là cái điều ao ước của chị á là ao ước duy nhất đấy là mình sẽ đỡ xấu đi. Đó là cái ao ước lớn nhất luôn cuộc đời. Có rất là nhiều người, có những người người ta có những cái hạnh phúc khác nhau nhá. Có những người người ta cảm thấy người ta phải thật nhiều tiền người ta mới hạnh phúc. Nhưng bản thân chị chỉ cảm thấy là mình chỉ cần bớt xấu đi là mình đã hạnh phúc rồi. Bạn Diệu My này, em sẽ ghim cho bạn Diệu My đấy. Chia sẻ cho hai chị yêu và hâm mộ hai chị về mọi mặt. Cảm ơn Diệu My. Đó, nên là mọi người sẽ nhớ là mọi người hãy share cái livestream này, sau đó thì mọi người gửi sang cái page Ngô Thùy Linh nhá. Cái page Ngô Thùy Linh nhá là page có tích xanh á, là page Ngô Thùy Linh, bởi vì là thật ra mọi người gửi vào Facebook Linh Thùy Ngô của Linh á là nó sẽ bị chặn inbox á, Linh sẽ cũng không thể trả lời mọi người được. Nên mọi người hãy gửi sang cái page Ngô Thùy Linh nha, thì cái page này mọi người gửi thoải mái, nó sẽ không bị chặn. Nó không bị chặn, nhưng nhiều khi nó bị chặn inbox ấy em. Thế xong rồi mình không trả lời, hoặc mình đọc không trả lời xong rồi đấy mình lãng quên đi. Thì hãy gửi sang cái page giúp Linh nhá. Nhưng mà page Ngô Thùy Linh chứ không phải là page Ngô Thùy Linh. Thì vừa xong em tag ở đây là tag cái Linh Thùy Ngô là cái Facebook của chị. Thế à? Không sao đâu. Nhưng mà cái page mọi người chỉ biết đến cái Facebook của chị nhiều hơn. Cái page thì chị mới lập thôi, bởi vì do là cái thời gian gần đây là Facebook nó chặn quá trời. Về cái thứ hai nữa, nhiều khi cái Facebook của chị ấy, chị chia sẻ rất là nhiều về cá nhân, nhưng mà một phần nữa là về làm đẹp. Nhưng còn cái page của chị thì chị chia sẻ độc về cái suy nghĩ của chị thôi. Tức là nó có một cái quan gì đấy riêng tư, quan điểm riêng tư của bản thân. Rồi là những cái cách dạy con, bởi vì cái tư duy của chị dạy em bé nó cũng khác mọi người. Ví dụ như là ở nhà mọi người thì bây giờ với cái Linh nghĩ là mọi người đa số chung á, thì là thường thường là ép con học nhiều này, hay là hơi áp đặt mọi thứ. Nhưng mà chị thì cái tư duy của chị khác, bởi vì chị thấy là chị thấy rất là may mắn khi mà chị sinh ra là được mẹ nuôi nấng. Vì mẹ chị đặc biệt là một người rất là quan tâm đến cái suy nghĩ cá nhân của chị. Lúc nào mẹ cũng chị hỏi là thế con muốn cái gì, thế con thích làm cái gì. Chính vì thế nên là cả cuộc đời chị được sống trọn vẹn luôn. Tức là lúc nào mình cũng được làm tất cả những gì mình thích. Đến bây giờ cho đến giờ phút này gần 40 tuổi, nhưng mà thực sự là chưa bao giờ mình phải làm một cái gì mà mình không thích cả. Và với cái con đường này, cái nghề này của mình cũng thế, gần 15 năm theo nghề thì mình cũng được làm đúng cái công việc mà mình thực sự đam mê. Và khi mà mình làm thực sự đam mê á, thì mình có một cái là mình rất hay là mình không bị mệt mỏi. Giống như em kể với chị về công việc của em á, là em bảo em rất vất vả, đổ mồ hôi chân mà chảy máu rồi, rồi là em là người rất là giữ gìn thân thể của em nhá. Mọi người biết không, Oanh cực kỳ kỹ tính luôn.
khi mà Linh làm đẹp cho anh á, thì Linh biết cái lần đầu tiên mà anh đến là chị ơi cái này như nào, cái này hỏi rất rất kỹ và rất quan tâm đến cái dịch vụ đó, và cô ấy sẽ rất kỹ càng khi cô chọn một dịch vụ. Sau đó thì cô thấy là hiệu quả quá thì bắt đầu mới thoải mái và là ồ chị thích làm gì cho em được, miễn là em đẹp là được. Nhưng lúc đầu thì rất là kỹ tính, nhưng mà khi mà đã hài lòng thì mới thoải mái được. Thì đó, thì mà em khi mà em làm việc đó, em lăn xả, nào là xước tay xước chân, rồi là có những cái vết thâm bầm dập rất là lâu và hàng bao nhiêu tháng trời, bởi vì cái vết đó nó cũng gọi là tổn thương quá nhiều. Mà vì công việc mới làm được như thế, chứ còn nếu thật sự mà mình không đam mê thì chắc là chị nghĩ là không thể làm được, đúng không nào? Giống như chị nghĩ rồi, vì đam mê mà chị cũng theo cái con đường này, cũng làm cái công việc này. Và thật sự là làm đến mỗi người một nghề nhá Linh, mọi người nhá, nhìn thì công việc thì có thể là mọi người sẽ nhìn bên ngoài thấy là ôi quá là nhẹ nhàng, nhưng khi làm để mà đi theo nó và đồng hành cùng nó cũng như là để phát triển nó thì nó thực sự là không phải mất mồ hôi nước mắt đâu mà nó mất cả máu luôn. Công việc nào cũng vậy. Nó là một hành trình rất dài, đúng mà rồi. Mọi người chỉ có mình mà là đi trên cái hành trình đấy mình mới cảm nhận được đúng cái gian nan thôi, đúng không? Chứ còn mọi người thường chỉ nhìn thấy những cái thành quả của mình thì mọi người nghĩ là ơi đấy thấy lúc nào cũng thấy hớn hớn, lòng thấy tươi vui như thế thì chắc là dễ lắm, may mắn lắm mới có được, nhưng không hề. Đúng là trên đời chẳng, đúng là chẳng có thể đó. Là may mắn nếu không có nỗ lực. May mắn. Bạn ấy hỏi em là, có một bạn bạn hỏi em là chị Oanh ơi, thế kinh nghiệm làm răng của chị là gì ạ? Kinh nghiệm em thì có chẳng thể... có kinh nghiệm gì cả, kinh nghiệm của chị duy nhất là tin tưởng. Tin tưởng ai đi. Xong rồi là ra mặt cửa vàng. Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự là đúng là Linh có một cái, chị có một cái câu này rất hay nhá. Người ta bảo là bạn có thể làm được rất nhiều thứ nhưng không bao giờ bạn có thể tự phẫu thuật cho bản thân mình. Tức là có những cái mà em phải giao cái, có những cái lớn nhất thì em phải giao cho người khác. Đó chính là ví dụ như làm đẹp này, hay là phẫu thuật này, là những cái, hay là làm răng cũng thế thôi. Là những cái mà mình rất quan tâm, mình rất chắc chiêu, mình rất cố gắng để mình làm sao mình đẹp hơn. Nhưng ngược lại mình lại không thể tự làm được điều đó, nên mình cần phải gọi là cái chọn mặt cửa vàng. Đúng, cái gọi là bí quyết duy nhất là chọn mặt cửa vàng. Chọn mặt cửa vàng và đặt hoàn toàn niềm tin. Khi mình đã tin tưởng rồi thì mình phải đặt hoàn toàn niềm tin vào cái nơi mình đã đặt niềm tin đấy. Đôi khi nhiều lúc nó là cái đức tin nữa. Nhưng mà tuy nhiên trước khi để mà tin thì mình cũng phải có sự tìm hiểu, mà cũng phải nhìn, cũng phải phải cảm nhận nhiều thứ để mà đặt niềm tin, đặt giao toàn bộ những cái mà gọi là tài sản. Bản thân mình chính là tài sản vô giá. Người ta có câu đầu tư vào bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận. Bản thân mình chính đúng là công nhận đấy. Đúng không? Câu này. Bản thân mình chính là tài sản, chính là công cụ kiếm tiền, cũng là tất cả mọi thứ, đúng không? Đúng, chính là một cái tài sản lớn nhất luôn. Tài sản lớn nhất luôn chị. Yeah, là... mà nhớ mọi người như bản thân Linh với Oanh thế thôi, mình là phụ nữ mà mình rất thích những cái gì gọi là lung linh này, hay những cái gì gọi là đẹp này, cái gì thương hiệu này, thì mình đều rất là thích bởi vì mình thích đẹp mà, thì đều thích những cái đó. Nhưng đúng thực sự là những cái đó mình có thể thay thế, ví dụ như hôm nay mình đeo một cái túi này, nhưng ngày mai mình mặc bộ đồ khác phù hợp, mình phải đeo một cái túi khác, đúng không nào? Nhưng mà những cái gì làm trong cơ thể của chúng ta ấy, chúng ta không thể không thích là tháo ra được, nó không như con ốc vít như thế để cứ tháo ra thay vào được. Vậy nên là với những cái gì trong cơ thể của chúng ta thì cần lựa chọn một cách kỹ càng hơn. Có một câu hỏi nữa là bạn ấy hỏi là chị có bí quyết gì để làn da của chị căng bóng như vậy? Bí quyết cũng rất đơn giản, lại tin tưởng ai đi làn da thì có hai cái mà anh thấy bây giờ thời điểm này da của anh rất là ok la, mặc dù anh đi cái sức tàn phá của anh trên phim trường nó phải gọi là kinh khủng khiếp luôn, nhưng tại sao anh mà duy trì được? Toàn phim vất vả, toàn chầy chật thôi. Mà không được ở trong nhà đâu mà bảo là giữ gìn được, tàn phá lắm luôn đấy mọi người. Nhưng mà tại sao mấy năm nay gần đây nhất, đúng là thật sự là từ ngày mà khoảng 3 năm đổ lại đây, là khi mà anh giao toàn bộ mọi thứ cho chị Linh, kể cả làn da của anh, thì tất cả những phương pháp làm đẹp mà chị Linh chỉ cho anh hoặc là tư vấn cho anh, bảo anh làm thì anh đều theo, kết hợp với việc chăm sóc tại nhà. Thì một năm đây là thấy da của anh dường như là mọi người thấy lúc nào cũng căng bóng mịn mà không có nếp nhăn gì, thì là đều đặn, cứ khoảng hơn một tháng hai tháng là anh lại lên làm dịch vụ trên ID. Còn ở nhà thì cứ ngày nào cũng có thời gian thì ngày nào cũng đắp mặt nạ, còn nếu không có thời gian thì cố gắng một tuần 2-3 buổi đắp mặt nạ ID, kết hợp với cái việc và những cái sản phẩm đi kèm như là thon gọn mặt này, rồi làm đầy rãnh cười này, tức là mình cứ chăm chỉ cả chăm sóc bằng phương pháp, các phương pháp gọi là cái gì nhỉ, công nghệ, cả những cái sản phẩm bên ở nhà nữa, thì đương nhiên là da sẽ đẹp thôi. Mát này, hai phu này, BB laser này, cấp nước đa tầng này, meso này, và vừa rồi là cái tóc này, đúng rồi, và cái tóc em thấy nào, mọi người nhìn thấy tóc đây, bây giờ tóc thật của anh rồi, đây là tóc hoàn toàn tóc thật của anh, ngày xưa là tóc nối, bây giờ là tóc thật rồi đó. Thì em mới cưới vợ trên này đi có một lần, thì cái đầu tiên anh cảm sắp sửa lần hai rồi với nhà chị nhà, một tháng một lần đúng không? Thì anh mới cấy được khoảng 2-3 tuần gì đấy, thì cái điều đầu tiên anh thấy là da tóc của anh không còn bị rụng nữa, không rụng một cảm giác, không gội đầu xong không rụng một cọng nào luôn ấy. Và bình thường tóc của anh đã mỏng đã thưa thì chớ, mà vì là chính vì tóc nó chất, tóc nó yếu, nó thưa, nó mảnh, cho nên là rất là rụng.
mỗi lần gội đầu xong là nó cứ vo vo là cứ phải một mớ như thế này. Thế cho nên là mọc ra chưa kịp đủ để cho tóc nó rụng, thì khi mà anh cấy xong ấy thì rõ ràng là không còn thấy bị rụng tóc nữa, không thấy bị rụng tóc nữa. Còn bây giờ tất nhiên là nếu mà nó mọc ra thì nó phải từ từ, phải cấy 3-4 lần thì mình mới cảm nhận được rõ. Thực ra là đây là chia sẻ rất là thật. Tóc thì như này, mình cũng sẽ tư vấn cho mọi người bản chất tóc á, nó còn bởi vì thông thường á, phụ nữ mà sau khi sinh em bé xong nha là rụng rất rất nhiều luôn. Tức là chúng ta sẽ bị thiếu hụt vitamin này, hay là thiếu hụt dưỡng chất này, hoặc là sẽ có rất là nhiều vấn đề để gây ra hiện tượng bị rụng tóc, và cái nang tóc của chúng ta sẽ dần dần bị teo nhỏ lại. Nếu như trường hợp mà chúng ta không có cái biện pháp nào mà chăm sóc á, thì cái nang tóc đó nó sẽ teo hoàn toàn và nó gần như là mình bị hói luôn. Nếu như mà để mà lâu với cái thời gian như vậy là chúng ta sẽ càng ngày càng rụng nhiều hơn. Trung bình lượng rụng tóc của mỗi người bình thường nó là 100 sợi một ngày. Đấy là rụng tóc hiểu bình thường nhá. Nếu như mà dưới 100 sợi một ngày đó là cái gọi là rụng tóc bình thường. Nhưng nếu mà chúng ta rụng trên 100 sợi một ngày thì nó gọi là hiện tượng bất thường. Và lúc mà ở cái hiện tượng bất thường này rồi thì chúng ta cần có ngay lập tức là phải đi chăm sóc ngay để làm sao để phục hồi lại cái nang tóc đó. Thì khi mà mình cấy cái buổi đầu tiên á, để mà nói thì thực sự là nó lên tóc ngay thì nó không lên đâu, và bản thân rất ít người mà nhìn thấy được cái sự hiệu quả ngay từ lần đầu tiên nhá. Phải là lần thứ 3 thì cái nang tóc đó bắt đầu nó mới trồi lên được khoảng 1 cm là bắt đầu em sẽ cảm nhận được rõ rệt luôn. Và trong vòng 1 năm thì là cái chân tóc của em nó sẽ dài ra khoảng 9 cm đến 10 cm, cũng có thể là lên đến 13 cm tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Thì cái lúc đó là em sờ vào cái tóc em cảm thấy nó rất là dày, bởi vì lúc đó mình túm được cái tóc đó rồi. Chứ còn khi mà bắt đầu nó mới trồi lên mình không sờ vào thì mọi người bảo là ôi chị ơi em cấy một lần mà em không thấy nó dày ngay thì không không thể dày ngay được. Tóc nó sẽ lâu hơn, và mình cần có cái giai đoạn đầu tiên đó là khôi phục nang tóc, sau đó là bắt đầu kích thích nang tóc và kích thích mọc tóc. Nó sẽ phải có từng giai đoạn. Còn nếu như mình để cái thời gian dài quá là sau này gọi là như là mình bị teo nang tóc á, là mình sẽ phải dùng cái phương pháp sâu hơn nữa, đó là mình phải cấy nang từ gốc lên phần này. Đó thì cái phần này rất là đau, thứ nhất là đau, cái thứ hai là chi phí cũng cao hơn rất là nhiều. Vậy nên nếu như bạn nào mà đang bị trong cái tình trạng rụng tóc là mà cái lượng rụng tóc của các bạn thấy nó mỏng hẳn đi, hoặc là các bạn có tình trạng bị hói như Linh ngày xưa, Linh bị hói ở phần này luôn mọi người nhá, không có tóc được phần này luôn này. Thì hãy qua ID tư vấn ngay để làm sao bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để phù hợp nhất với cái liệu trình phù hợp và cái tinh chất phù hợp để làm sao bạn đưa đến cho các bạn một cái bộ tóc thật là dày đẹp. Bởi vì các cụ nói cấm sai câu nào nhá, cái răng tóc ủ là vóc con người luôn ý. Chỉ cần mình có một bộ tóc phù hợp đẹp, khuôn mặt hợp khuôn mặt thôi, hàm răng là đều răng hạt na đấy. Ngày xưa là cái hạt răng, hàm răng hạt na là hàm răng gọi là hàm răng mơ ước. Thì bây giờ với các bạn không còn khó nữa rồi, chỉ cần qua ID này, bác sĩ sẽ thăm khám này, chụp chiếu này, X-ray này, lên cho mình một cái phác đồ trị liệu tốt nhất này. Là mình sẽ có được những cái mơ ước của mình. Cả răng, cả tóc đều rất là xuất sắc luôn đó mọi da người. Da luôn. Ừ, da nữa luôn. Bởi vì mọi người cũng có hỏi là chị ơi ID tại sao không phẫu thuật thẩm mỹ? Thì Linh cũng chia sẻ ID Việt Nam hả chị? ID là bệnh viện Sơn Hà Mặt số 1 tại Hàn Quốc, nhưng mà hiện tại thì phẫu thuật thẩm mỹ chỉ duy nhất tại Hàn thôi. Còn ở Việt Nam thì sẽ có 3 khoa, một là da liễu này, tức là khoa da, và hai là khoa nha khoa, khoa răng. Nên các bạn có thể chữa trị này. Và hiện tại nhá, các bạn đang ở trong Facebook của anh, Linh sẽ báo cho các bạn một tin rất là vui. Tức là đang trong chương trình gọi là tặng chăm sóc răng và nhổ răng miễn phí cho trẻ con. Và chương trình chỉ kéo dài rất là ngắn thôi. Vậy nên là các bạn có thể inbox trực tiếp cho Linh. Tức là nếu như các bạn có em bé đó thì các bạn có thể mang em bé qua đi. Và bác sĩ sẽ được bác sĩ nhổ răng cho em bé, khám cho em bé, chụp chiếu X-ray cho em bé. Và với răng em bé thì sẽ hoàn toàn miễn phí, nhưng mà cái số lượng ngày thì nó đang có hạn. Đúng rồi, có hạn thôi. Nên mọi người hãy inbox trực tiếp cho Linh nhá, hoặc là mọi người inbox trực tiếp cho page của ID Beauty Center Việt Nam, hoặc là ID Dental Việt Nam thì mọi người cũng sẽ được trả lời nhanh nhất. Hoặc là bởi vì nhiều khi là mọi người, hoặc là mọi người inbox trên cái page Ngô Thùy Linh của Linh, bởi vì là cái Facebook của Linh thì cái lượng trả lời inbox mọi người quá nhiều, đôi khi Linh bị chặn inbox, Linh sẽ cũng không trả lời hết cho mọi người, không thích nghe kỹ được. Vậy nên là hãy inbox cho các page của Linh nha. Thì bác sĩ sẽ trả lời cho mọi người kỹ hơn. Và răng miệng thì đúng là cái quan trọng nhất là khám răng, nó không như khám da. Nhiều khi khám da các bác sĩ cũng phải soi kỹ, rất là kỹ bằng máy móc này. Bởi vì có những cái tình trạng mà trên mắt thường chúng ta sẽ không thể biểu hiện lên được. Thì răng cũng như vậy, các bạn cười hay là các bạn há mồm ra thì các bạn chỉ chụp được cái phần bề ngoài của răng thôi. Nhưng mà bên sâu trong răng, cái vấn đề về xương ấy, ví dụ như là có rất nhiều người bảo chị ơi răng của em tự nhiên bị ê buốt, có phải do em thiếu canxi hay không? Thì cái này bác sĩ phải chụp chiếu lên
quen là nó sẽ hiện lên là à, cái răng của mình đang ở trong tình trạng nào. Thì bên ID là có tất cả những cái công nghệ cao cấp nhất. Vậy nên là bác sĩ sẽ chụp chiếu cho mọi người trước, thăm khám tổng quát cho mọi người để xem cái tình trạng răng của mình có vấn đề gì hoặc phải không. Và bác sĩ sẽ tìm cách tháo gỡ để giải quyết cho mọi người một cách hiệu quả nhất nha. Còn lại còn khám, làm khám và nhổ răng miễn phí cho trẻ em nữa. Chỉ cho trẻ em thôi, chỉ cho trẻ em thì là hoàn toàn miễn phí. Vậy nên là các bạn ví dụ như là Bông với lại là Minh nhà Linh á, làm đều là khám răng hay là nhổ răng. Ngày xưa có một cái tư duy là nhổ răng bằng dây chỉ, em biết em ngày xưa bố mẹ đã nhổ bằng kiểu đấy chưa? Em không bố em hèn thì răng của em đẹp. Trời ơi, răng của chị nhá, mẹ chị sẽ kéo cái chỉ long cái lợi đúng không? Tức như này, mẹ chị cái sơ buộc chỉ xong rồi giật bung một phát, ôi chị bị hô hết cả hàm luôn. Bởi vì như này mọi người hiểu không, nó đưa khi mà đúng rồi, khi mà cái lợi của mình á, và mình để răng mà mình bị gọi là nó quá là lung lay rồi ấy, và mình mới nhổ quá muộn ấy, thì là cái răng của mình nó sẽ bị áp lực của cái răng cũ đó. Nên là với các bác sĩ sẽ khuyên mọi người là hãy đến và bác sĩ sẽ nhổ răng bằng đúng thủ thuật thì nó sẽ tốt hơn, không là sau này nó sẽ vâu ra giống như Linh á. Ngày xưa mẹ không đưa đi nhổ răng và đó là thành ra là nó thành cái bệnh lý luôn. Bố em ngày xưa nhổ đỉnh lắm, nên là nay là nhổ thẳng luôn. Nên là bây giờ chị sợ lắm, chị phải đưa bé nha, chị hai bé là phải đi vào bác sĩ nhổ răng hết. Và bác sĩ còn cho đeo một cái hàm gọi là hàm trailer, hàm buổi tối là bé sẽ được mọc cái răng nó thẳng. Ngày xưa chị em mình không có đâu bây giờ nhá. Mà cái hàm đấy rẻ lắm mọi người à, có vài triệu thôi, không phải đắt. Đúng rồi, không rất là rẻ. Thật ra cái phần hàm này á là không phải là chi phí gọi là bán để lấy lời đâu, mà bên ID là những cái chi phí mà dành cho trẻ em là những cái chi phí gọi là không có lời mọi người nhá. Nên là cái hàm đó nó rất là rẻ, mọi người chỉ cần nhổ răng xong thì mà nhổ răng thì đã miễn phí rồi, mọi người chỉ cần đeo cái hàm duy trì đó lên cho em bé thôi. Mỗi một buổi tối là đeo cho con, là thứ nhất là nó sẽ tránh được cái tình trạng là thở bằng miệng, mà khi mà em bé không thở bằng miệng nữa là em bé sẽ không bị viêm họng viêm mũi, hoặc là đó là đỡ được cái bệnh đó rất nhiều rồi. Sau đó mình sẽ đeo cái hàm duy trì đó cho bé để cái răng của bé nó mọc rất là thẳng đó, nó cũng hiệu quả rất là cao. Mà cái chi phí khám cho em bé và nhổ răng cho em bé thì đang hiện tại là đang miễn phí. Còn lại là cái chi phí mà đeo hàm duy trì thì nó cũng chỉ có vài triệu thôi, nó rất là rẻ, nó không đắt. Còn để mà đến khi mà mọi người phải niềng răng rồi thì tất nhiên là chi phí nó là vài chục triệu đến cả vài trăm triệu, đến cả trăm triệu, cho tùy từng loại. Nên là người ta bảo đồng tiền đi trước còn đồng tiền không, đúng rồi đấy. Kéo máy lên đây. Cho nên là bố mẹ phải tranh thủ, góp bố các mẹ tranh thủ đưa con ra. Cái này nó là thật ra là nó là khám răng, cái để chăm sóc cho em bé răng, chứ không phải là cái để lấy chi phí. Đúng rồi, chị làm ra luôn. Mấy tuổi thì nên đeo hàm trainer ạ? Thật ra là nó tùy từng bé mà, nhưng mà từ 8 tuổi, từ 7 8 tuổi là có thể đeo được rồi. Và rất hay nhá, Linh lại nói tư vấn về cho em bé cho mọi người một chút xíu. Nhà nào có con nhỏ, bởi vì nhà Linh thì có hai bé, một bé là 6 tuổi và một bé là 9 tuổi. Thì chị cũng biết được một cái rất hay, đó là bác sĩ cũng khuyên là từ 8 đến 14 tuổi á, là cái xương của bé này nó đang trong giai đoạn phát triển, nên khi mà đeo cái hàm trailer là có thể cải thiện được cái xương. Ví dụ như là hô nhá, thì sẽ có cái hàm mà đưa xương vào, mà nếu mà móm là có thể hàm đưa xương ra. Đó thì là để khi mà bé phát triển, giống như là mọi người để ý cái cây non á, là mình có thể uốn theo cái hình mà mình mong muốn, là sau này cái cây nó phát triển là nó có thể thành đúng cái hình mà mình mong muốn luôn. Thì cái hàm trailer nó cũng như vậy, tức là nó có thể điều chỉnh được xương của bé, là sau này bé lớn lên bé không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa, bé sẽ có một khuôn mặt tỷ lệ vàng. nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nên là nếu như mà chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta nên đưa con đi sớm hơn, để làm sao mà bé phát triển một cách gọi là đẹp nhất, hoàn thiện nhất, không phải chỉ là trí tuệ nữa mà là kể cả thể chất bên ngoài. Và ở trẻ con ở bên Hàn thì có một điều rất quan trọng, đó là trẻ con người ta nghĩ rằng là như này, khi mà có một ngoại hình hoàn hảo thì đứa trẻ sẽ phát triển một cách tự tin hơn. Đúng rồi. Tức là nó tự tin bằng bản thân nó sẽ tự tin trước đám đông hơn. Phát triển được và thứ thực sự chị cực kỳ quan tâm đến bé nhà chị là cái sự tự tin nhá. Chị thường thường chị đi hỏi với con đi học về luôn, chị hỏi là con đi học có vui không? Để xem nó có tự tin với công việc, có cái việc học của nó không. Chứ còn nếu như mà bé mà mình cứ, chị thấy là bên ví dụ như bên Nhật ấy, lớp 1 nó chỉ dạy là mọi thứ về quy tắc quy luật này rồi các thứ thôi, chứ nó không dạy nhiều về chữ. Nhưng ở Việt Nam thì thật sự là học quá nhiều, chị thấy là lớp 1 thì cũng học quá vất vả luôn, nó hơi bị nặng quá so với một đứa trẻ. Nên là chị thì chị vẫn thích là dạy cho bé không phải chỉ là về kiến thức, mà dạy cho bé cả về cách gọi là cách xử lý tình huống, cách sống, cách đối nhân xử thế, cách phải làm một người tử tế đó. Nên là chị không bị áp lực cho con bé. Em bé chị học nhiều đâu. bé nhà em bị sún thì phải làm
thì làm gì được không? Đấy, sún thì nó, em phải thứ nhất là đưa bé qua thăm khám để xem là bé có bị sâu răng hay không, có cái những cái thói quen xấu hay không, để bác sĩ sẽ tư vấn cho em. Ví dụ như buổi tối thì đừng cho bé ăn kẹo, sau đó thì nó có thể sún răng hoặc là nó có thể sâu răng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên là cứ phải đưa bé qua thăm khám trước nhá. Hoặc là em có thể inbox sang Facebook Ngô Thùy Linh tặng quà cho bạn Đinh Thị Trà Giang. Chị Oanh sinh bù bấm. Sinh bù bấm. Đáng yêu. Ôi rồi. Ở đây hai chị xinh đẹp đáng yêu luôn. Cảm ơn Nguyễn Toàn. Em ghi nhầm rồi nhưng thôi tặng quà cho Nguyễn Toàn luôn được. Chị ơi, em đang bầu thì có thể chăm sóc da theo liệu trình nào nhỉ? Em đang bầu thì thật ra thì đang bầu thì cũng có rất là nhiều liệu trình mà mình có thể chăm sóc được. Nhưng mà chị cũng phải cần biết là xem da của em nó có tăng tiết dầu hay không, hay là nó có cái tình trạng da có bị khô nhiều hay không. Tức là một là có thể da là bị sừng hóa, tăng khả năng sừng hóa này, hai là tăng khả năng tiết dầu này. Thì cái này mình tùy nhá, khi mà mình thay đổi nội tiết thì mình có thể gây ra hai cái khả năng này. Khi mà tăng khả năng sừng hóa thì nó rất là dễ là da nhăn này các thứ này, còn nếu mà hoặc là cũng gây ra bị tắc lỗ chân lông và gây lên mụn. Còn tăng khả năng tiết dầu thì nó cũng sẽ cảm giác là em sẽ thấy da nào cũng nhờn nhờn nhấp nhấp và dễ lên mụn hơn. Thì em hãy inbox cho chị nhé để chị tư vấn trực tiếp cho em. Dương Khánh Huyền, cảm ơn Dương Khánh Huyền nhé. Chị ghim Dương Khánh Huyền vào đây nha. Đây, cảm ơn em. Sắp tới sang tháng sau anh có lên phim mới rồi. Mấy giờ mấy khi nào là được lên phim mới em ngày dự kiến là sang tháng sau, chắc không có gì thay đổi đâu, là tháng sau mọi người nhé. Vào mấy giờ đây để mọi người fan có thể gọi là theo dõi. Hiện và tại đang dự kiến là 9 giờ tối V1 hot nhỉ. Sau khi bộ phim Trở Về Yêu Thương kết thúc thì đây là dự kiến như vậy, còn có thay đổi hay không thì bác sĩ thông báo cho mọi người sau nha. Ôi phim hot quá. VTV1 mà 9 giờ tối mọi người nhá. Mọi giờ đấy là chị thích cái giờ đấy, giờ hot nhất vì sao? Vì lúc đấy ăn uống xong rồi. Giờ quốc dân. Em biết không? Em biết ai ở nhà chị, ai là người hâm mộ em nhiều nhất không? Mẹ chị. Không, ai đấy? Bà ngoại chị. Ôi bà ngoại chị xem phim dã man luôn. Các phim và bà ngoại chị ôi rồi đấy, anh ngoại nó xinh thế bà chứ, bà gặp em ngoái mà ngoài xinh thế. Hôm mà gặp ở Thú Linh ấy hả chị? Bà cứ khen là xinh ấy, bà ngoại. Và bà ngoại xong rồi xem ảnh của chị ấy. Bà ngoại chị nhá, bây giờ là 90 tuổi rồi, xem Facebook tốt luôn. Vẫn là mắt vẫn xem Facebook và vẫn rất thích xem TV. Bà chị cực kỳ minh mẫn. Đi chợ và vẫn thích đi chợ, vẫn thích nấu nướng. Đó, bà ngoại chị và rất hâm mộ em. Bà ngoại chị 90 tuổi mọi người nhá. Mà rất hâm mộ anh. Ủa sao đáng yêu thế, cô suốt ngày khen đấy. Em rất là nhiều người lượng fan của em. Mà bà ngoại chị thích là em lớn tuổi rất nhiều. Thích cái phim Xuống. Đúng. Lặng yên dưới vực sâu. Bà thích là những nhiều người lớn tuổi thích với lại là người già ấy. Đó. Thì lại thích cái hình ảnh kiểu mộc mạc. Đúng rồi. Xong lại kiểu hơi nông thôn chất phát. Vì ngày xưa bà chị cũng kiểu thời như thế, kiểu nhìn nó gần gũi. Gần gũi với cái kiểu thời của bà, nên là bà rất là thích những cái phim đấy. Bà thích lắm, bà thích Xuống lắm trước này á. Mà bà chị thuộc hết các loại phim trên đời này, phim nào bà cũng biết. Tại vì tầm tối đấy các bà hay xem phim Việt Nam mà. Bây giờ đấy. Đó. Cảm ơn Hàng Giang Hương, cảm ơn mọi người. Đến bà cụ 90 tuổi còn chị bên này này, nhờ, đẹp nhờ. Cho máy không chị? Rồi, máy này đẹp này. Ba máy đều đẹp. Máy nào cũng đẹp. Đúng không? Cảm ơn Nguyễn Toan nha. Lần đây này, lần nào chị like cũng xem like và học được rất nhiều điều. Mọi người nhớ chụp lại màn hình làm răng sứ bao lâu. Anh Kim tên đấy chụp lại màn hình xong rồi bếp. Cái này làm răng sứ bao lâu? Em có nhớ cái câu chuyện mà chị và em mình đi ăn bít tết, xong rồi cái hồi mà em chưa làm răng sứ ở bên ID không, xong hai chị em mình răng đen xì không, nhớ cái câu chuyện đấy không? Có. Anh vừa tên uống rượu vang. Mọi người biết không, hai chị em đây, mọi người nhìn thấy này, răng của Linh và Oanh này, uống rượu vang xong nhá. Mà không hề đen nhá, mọi người nhìn thấy không? Đó, nó rất là sáng. Cái hồi đó là chị với Oanh, hồi đó Oanh vừa mới phim Quỳnh Búp Bê đúng không? Xong rồi hai chị em đi ăn bít tết với nhau và uống mang khoảng một chai vang. Sau đó thì fan của em ra chụp ảnh, xong rồi em hỏi chị là có xinh không, có xinh không, mình xinh rồi con mắt thì uống ngay ra một người đó hơi phê phê mắt thì bắt đầu hoa mà cái ánh đèn ở đó nó cũng bling màu vàng cơ, không nhìn rõ. Thế đến khi mà bắt đầu ăn xong, bắt đầu đi bộ về spa, mọi người hai con nhe răng ra nhìn nhau, ôi rồi ôi xấu hổ thực sự, đen xì luôn như hạt nà, răng riêng là kiểu nó bám vào cái kim đúng cái men răng này, cái men răng nó bám đen xì luôn ấy. Nhưng mà cái hay của ID đó là men răng của ID cực kỳ trong, mọi người nhìn thấy hai chị em uống rượu vang nhá, nhưng mà răng này sáng trắng luôn, bởi vì là cái men răng này á thì nó sẽ không bám, nó không bị bám, và cái men sứ của nó rất là chất lượng, rất là tốt, nên nó rất là trong, màu thì rất là tự nhiên, và cái quan trọng nhất là răng cực kỳ mỏng. Đúng,
Ngày xưa chị có một bà bạn nhá, bà đi làm răng, thế xong rồi bà làm chỗ khác ấy, thế xong rồi bà, tức là nhiều năm rồi, có là khoảng 3 năm trước. Bảo chị, em ơi, tao làm xong tao phải đi tháo ra, bởi vì mồm bị hô, tức là dày. Răng bị dày. Đó, mọi người biết là răng mà mỏng thì nó sẽ làm cho cái khuôn miệng của mình nó xinh cực kỳ luôn. Đúng rồi. Nhưng mà răng mà dày thì cái khuôn miệng rất là xấu. Và hiện tại thì ID đang có một cái chương trình ưu đãi rất là lớn cho nha khoa. Lớn lắm. Ngoài từ ngoài là tặng free cho các em nhỏ nhổ răng với tháo răng ra thì là còn người lớn thì gì vậy? Chị là với mức giá thì vô cùng hấp dẫn. Tức là mức giá thì giá chỉ từ 4 triệu 9 cho một răng thôi. Tức là có mức giá thấp nhất. Tức là nhiều mức giá khác nhau nha, chứ không phải giá nào như giá nào. Nhưng mà có loại giá thấp nhất là từ 4 triệu 9 cho một răng. Thì nên là Linh nghĩ là nó rất là cảm ơn Thùy Linh Nguyễn. Nên là nó sẽ rất là hợp lý. Ai cũng có thể gọi là làm răng được. Đó. Thôi hôm nay thì chắc là mình sẽ dừng lại livestream ở đây nhỉ? Dừng rồi chị. Hoặc hay là nó chia sẻ về trẻ hóa nữa. Răng rồi này, nha khoa rồi này, bây giờ chia sẻ về trẻ hóa đi. Mọi người có khoa quan tâm. À sắp tới em làm hai phu chị. Ừ, em làm thương bác xong rồi làm hai phu là thương bác là em làm hồi tháng tháng 10. Khoảng tháng 9 tháng 10 năm ngoái. Tháng 10. Mới tới là hai phu được chưa? Mà em lắm lúc em vẫn hay bị nhầm với cả cái công dụng của Thomas và hai phu. Nó khác nhau đúng không? Nhưng mà nó đều là cảm giác là đều là công dụng chính là trẻ hóa với nâng cơ. Rồi chia sẻ luôn cho mọi người nhá. Vì mọi người có cái câu hỏi của em á. Oanh thật sự là để em nói trước. Bởi vì oanh chị Linh bảo làm gì nó anh cứ làm thôi, lắm lúc chẳng phân biệt được. Nhưng mà lắm lúc cứ hay bị nhầm lẫn giữa cái Thomas và cái hai phu, bởi vì là đều thấy làm trẻ hóa lên, đều là trẻ hóa, đều là nó làm nâng cơ và làm tăng sinh collagen, cứ kiểu giống nhau mà thật ra là khác nhau, đúng không? Đúng rồi, bởi vì hai công nghệ này hoàn toàn khác nhau. Thật ra nếu như mà mình có điều kiện á thì mình nên làm kết hợp cả hai, bởi vì một cái á, nói đơn giản là một cái là làm căng, một cái là làm chống nhăn thì rất hiệu quả. Tức là với hai phu nhá, là sóng siêu âm hội tụ tần số cao tác động vào cân cơ nông của mình này. Mọi người nhớ nhé, trên mặt của mình thì nó có rất nhiều phần này, thứ nhất là cơ, thứ nhất là mỡ rồi da đó. Thì cái phương pháp hai phu là cái phương pháp mà tác động sâu dưới lớp da của mình, là lớp cân cơ nông, sâu nhất là vào lớp là 4.5mm. Và nó sẽ làm cho mình thon gọn này, tức là thon gọn, nó làm cho mình kéo cái cơ mặt của mình lên, nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó rõ cái đường viền hàm này, thì cái khuôn mặt của mình trông nó sẽ xinh hơn. Ngoài ra thì bọn mình biết là với cái lực hút của trái đất á, thì nó sẽ làm cho cái phần nọng cằm này nó tích mỡ này, nó sẽ sệ xuống này, có rất nhiều người mặc như này, thì trông nó sẽ bị, trông nó lúc nào nó cũng bị béo bị và nó không rõ nó không rõ được cái đường line. Vậy nên là với cái phương pháp hai phu là chúng ta có thể săn chắc được cái viền này. Và với cái công nghệ ở bên ID thì nó là E-Titan, thì nó là cái công nghệ gọi là sung vuông. Mọi người biết thì để phát ra một cái sung á, nó có rất là nhiều sung khác nhau. Nhưng với cái công nghệ mới nhất của năm 2020 đó là phát sung vuông, là cái gọi là được cái đối được tối đa cái sung, gọi là sung cao nhất, nhưng ngược lại là cái tổn thương sẽ là thấp nhất. Nên khi mà khách hàng làm là không có hiện tượng bị đau. Tức là bởi vì em có biết không, khi mà mình làm hai phu nhá thì mình tác động sâu dưới da chứ nó không tác động trên bề mặt. Vậy nên là trên bề mặt thì hay cái là nó không tổn thương một tí nào luôn. Mình không hề có một tí tổn thương nào cả, mà nó lại sâu dưới da, nó tăng sinh collagen và elastin cho mình rất là tốt, và nó làm săn chắc cái đường viền hàm của mình. Giá thì mình sẽ inbox nha các bạn. Các bạn có thể inbox lại Facebook cho Linh, hoặc là tí nữa Linh để nhanh nhất thì bên Linh cũng đang có những cái chương trình ưu đãi rất là tốt. Cả hai phu luôn. Đúng rồi, tất cả những chương trình mà rất kiểu như là, thật ra là mọi người biết là một năm nay là một năm mà cực kỳ khó khăn. Đó, nói thật là như thế. Vậy nên là năm nay nhé, mọi người thấy là mọi người đổ tiền đi mua bất động sản rất là nhiều này, hay là đổ tiền vào chứng khoán rất là nhiều này, hay là đổ tiền đi mua đồ hiệu rất là nhiều. Em biết vì sao không? Vì là tích chữ. Đúng, vì năm vì năm nay nó mọi người rất là khó khăn, nên thành ra là cái giá sản phẩm nó được ưu đãi nhất. Tức là mình, nếu mà mình có tiền là mình phải mua ngay. Thì nó đang ở một cái mức giá rất là ưu đãi. Kể cả những dịch vụ làm đẹp thì cũng thế. Bình thường với mọi năm thì cái giá làm đẹp nó cao phút luôn á, nhưng năm nay thực sự là giá nó cũng thấp đi rất là nhiều, nhất là khách sạn dịch vụ nhỉ. Nên tự nhiên là nếu như thật sự mọi người biết không, nếu như bình thường nhá, mọi người book một phòng ở Amanoi mà nó rơi vào khoảng 700-800 triệu một phòng, thì những cái phòng đó nó chỉ rơi bây giờ chỉ có 25-50 triệu một phòng thôi. Rẻ hơn rất là nhiều luôn. Nên là đi du lịch Việt Nam nhé mọi người sẽ thấy là rẻ vô cùng luôn, mà lại đẹp long lanh như là ở bên nước ngoài ấy. Ngày xưa Linh hay so sánh giữa du lịch ở Việt Nam và du lịch ở Thái Lan, bởi vì em biết là những cái resort ở Thái á nó cũng rất là đẹp và giá nó lại còn mềm hơn là giá Việt Nam cơ. Còn Việt Nam thì đắt hơn nhá, nhưng mà bây giờ mọi người đi Việt Nam còn đẹp hơn nhá, mà giá lại cực kỳ hấp dẫn. Nên tất cả mọi người nếu như mà tầm này mà mình, chúng mình mà có điều kiện thì phải mua những, kể cả mua những cái dịch vụ làm đẹp để dành sang năm sau. Mà
mọi thứ nó ổn bình, chỉ cần nửa năm nữa là mọi thứ bình ổn lại, là giá lại cao phút lại bình thường đó. Tranh nên là năm nay mua nhà còn nó đắt hơn ý, nhiều hơn ý. Mọi ai cũng tranh nhau đi mua ấy, mua đất này rồi mua túi này, trời ơi năm nay mình mua quá trời luôn. Mọi người tranh thủ làm đẹp năm nay đi, thôi năm sau lại nên giá đấy, cắt nắm đi. Răng răng lợi tranh thủ làm hết đi, thì sắp cái răng thực sự mà răng là mãi mãi chứ, bền bỉ đúng không, mà giá thì lại hợp lý đúng thật rồi. Sự luôn. Linh á, đây là Linh đầu tư, Linh sẽ hay đầu tư vào cái giai đoạn này lắm mọi người ạ, thật sự. Mà kể cả đồ mà nhá, cái đầu tư có lời nhất á là không có gì đầu tư ngoài và đầu tư vào bản thân, thật sự nhá. Ngày xưa chị hỏi, chị yêu nhất là cái câu nói của em này này, bây giờ có một bạn hôm đấy đứa nào nó hỏi em tài sản của em bây giờ em có những cái gì đây đây. Tài sản duy nhất đáng giá nhất, đáng để bảo tồn nhất, tài sản nhất thực sự. Mà đúng là chị là bản thân, đúng thật sự luôn, đấy là tài sản vô giá đấy mọi người ạ. Mà các cụ ngày xưa có câu rất dễ hiểu là còn người là còn của đấy, thì nó kiểu vậy, còn bản thân mình là còn ra của, còn là ra còn tất cả của, luôn, là còn tất cả luôn. Nên là đầu tư năm nay mọi người hãy đầu tư vào đi, và chả có đầu tư vào đâu xa xôi mà không có cái gì mà mất giá hết, là đầu tư vào bản thân mọi người ạ. Và cái giá dịch vụ thì đang rất là hợp lý luôn, để mình có thể đầu tư vào bản thân một cách gọi là hoành tráng. Lại kể một câu chuyện mọi người nghe nhé. Chị Linh có một khách hàng mà chị yêu, từ câu này mình phải hơi morife đi một tí vì nếu mà nói hơi động chạm. Có một cô khách hàng của Linh, cô yêu một anh, trời ơi yêu bao nhiêu năm trời, và cô ấy trả nợ cho anh ấy. Trả nợ cho anh ấy nhá, cô ấy đi làm ra tiền và cô ấy là người kiếm tiền, tức là hai người yêu nhau và cô này là người kiếm tiền chính. Và kiếm tiền xong thì trả nợ cho anh ấy, cho đến một ngày trả xong nợ thì anh ấy tạm biệt cô ấy. Em thấy có dã man không? Mà cô ấy nhá là một người rất là tiết kiệm cho bản thân. Rất là tiết kiệm luôn. Bản thân thì đi, ví dụ như làm dịch vụ thì đi rất là đều, nhưng không bao giờ dám mua một cái thẻ dịch vụ nào cả. Chỉ dám là gọi như là mua những buổi lẻ thôi, bởi vì là tiền tiết kiệm lại đưa cho anh ấy để đi trả nợ cho anh ấy. Thế thì em, mọi người thấy không? Thế nếu mà Linh nhá, nếu mà Linh mà là cô nhá thì không bao giờ có chuyện đấy đâu. Linh sẽ này, đập hết mặt đi làm lại này. Thật sự, xong rồi là mua cho bản thân mình này những cái đồ gì đẹp nhất, phù hợp nhất với mình này. Từ lúc đấy nhá, tự nhiên sẽ có người yêu mình. Đúng, mình phải yêu bản thân mình. Mà người ta phải trân trọng mình ấy. Mà đúng thực sự cái câu này cực kỳ quan trọng nhá, là mình trân trọng mình ấy thì người khác sẽ tự trân trọng mình, đó là thực sự luôn. Bởi vì chị cũng ở nhà, chị anh Thắng là chị hỏi chứ, chả hiểu sao mà anh cứ bị yêu em. Nhưng mà chị cũng rất biết điều đấy luôn. Em biết vì sao? Bởi vì chị quá yêu chị. Chị quá yêu chị. Sau lúc nào chị cũng kiểu hỏi là em thích như này nè, em cứ bảo mình. Chị không bao giờ, có những người phụ nữ nhá, họ rất giàu nhưng họ rất tiếc tiền cho bản thân mình, không dám mua những cái gì gọi là cao cấp hoặc là quá đắt đâu. Nhưng ngược lại nhá, nhưng mà em không nhận ông, nếu như mình không mua cho mình nhá thì người đàn ông họ lại mua cho người khác. Đúng. Bởi vì làm sao? Bởi vì đàn ông là họ thích che chở. Mình phải để cho họ sống đúng bản năng của họ. Chứ còn nếu như họ không được sống bản năng thì tất nhiên là mình lại không được hưởng. Vậy nên là phụ nữ thật sự nhá, là hãy dành tất cả những gì tốt nhất cho mình, thì tự nhiên người đàn ông họ sẽ yêu mình. Đấy là sự thật luôn đấy. Đúng, 100%. Xương máu Linh đã gặp rất nhiều khách hàng chính rồi. Chính xác. Và Linh rất ngưỡng mộ những người phụ nữ mà vừa giàu nhưng mà phải vừa đẹp cơ. Tức là họ rất là kiểu sang ấy. Có những người, người ta không quá đẹp nhưng người ta rất sang, nhìn thần thái rất sang luôn. Nhưng có những người phụ nữ rất giàu nhưng họ lại rất tiết kiệm ấy. Thì cuối cùng cả cuộc đời cũng chả được sung sướng. Thế giàu để làm gì? Đúng. Giàu mà không được hưởng thụ thì giàu để làm đấy gì? Đấy là khổ đấy, đấy là số khổ đấy. Ừ, số mình khổ chẳng đấy. Giàu đâu nhưng mà mình vẫn được hưởng, mình là số sướng. Mình mà mình thật ra phụ nữ là phải như người em á. Ví dụ như chị làm thì ít mà chị tiêu thì nhiều. Chuẩn luôn chị ạ. Nhưng mình mà làm ra là mình phải tiêu chứ. Không, nhưng mà mình làm là mình phải tiêu nhiều hơn. Đúng, mình làm ít mà mình phải tiêu nhiều hơn chứ. Thì tự nhiên có người mình sẽ làm ra cho mình, đưa cho mình chứ. Thật mà. Thật đấy. Chứ lúc nào mình cũng phải, lúc nào mình cũng suy nghĩ mình phải chắt bóp. Đàn bà ngày xưa suy nghĩ như thế nhá. Nhưng kể cả mẹ chị cũng không suy nghĩ như thế luôn. Mẹ chị là người phụ nữ như thế, vậy thì không mà suy nghĩ quá chắt bóp đâu. Tức là mẹ chị cũng rất là biết cách dành cho bản thân. Mẹ chị ngày xưa, chị nhớ từ hồi chị học lớp 8, mẹ chị đã mua một cái kem, cái lọ kem mắt ấy, 18 triệu. Ăn chơi không? Mà mỗi lần mua mỹ phẩm cả 100 triệu nhá. Mẹ chị là người không tiếc 1.000 nào cho bản thân. Và đến bây giờ thì mọi người thấy là mẹ Linh cũng rất là đẹp, 60 tuổi rồi. Đúng, rất rồi là đẹp. Đẹp và điệu ấy, kiểu vì chính vì đẹp cho nên là rất là điệu, rất là yêu hoa, là yêu bướm. Bay bướm tung xòe, rất là yêu đời luôn. Bây giờ là rất là yêu đời. Mẹ chị là người cũng như này nhá, mẹ chị
Tiết kiệm là tiết kiệm, ví dụ như là bản thân mẹ chị nhá, nếu mà thằng Tùng Anh hay là không, hay là chị không mua cho những cái đồ mà đắt tiền ấy thì mẹ chị cũng không có. Mẹ chị không mua, bảo mua một cái túi vài chục triệu đến trăm triệu là không bao giờ mẹ chị bỏ ra mua. Nhưng mà nếu như mà một cái lọ thuốc mà nó hiệu quả, nó trẻ, nó đẹp thì 100 chứ 200 triệu chứ 1 tỷ cũng mua. Tức là rất là dành cái gì cho cơ thể. Nhưng ví dụ như cái túi hay là đôi giày thì không bao giờ nhá, chục triệu không bao giờ mua. Không bao giờ dùng đồ hiệu vì lúc nào cũng thấy đắt. Nhưng mà nếu mà là thuốc thang hay là những cái gì mà đồ bổ thì mua hết, thực phẩm chức năng thì là bị là một con nghiện, mua tất cả các thể loại, ai người ta khen là tốt này rồi là hiệu quả này, là an toàn đúng hết. Thế sao mà chị đưa mẹ chị sang bên kia trùng tu mẹ chị thế? Mẹ gì đấy mà chứ mẹ đi luôn rồi, 60 tuổi mẹ thích con tặng mẹ cái gì? Tao giờ già rồi thích cái tặng cái gì, thôi mày có làm tao trẻ đẹp được thì làm đấy. Đi quả vô giá luôn đấy nhở. Nhưng mà cũng tặng, thế là cũng mất 600 triệu đấy. 600 triệu của bên ID đấy. Tức là bên ID nhá, nó cũng ví dụ như chị rồi là giám đốc cho thoát nhà của nó, nó tặng chị một năm là 100 ngàn cho chị làm đẹp. Tức là thích làm đẹp gì mày làm được 100 ngàn thì là việc của mày. Tao sẽ tài trợ cho mày, cho bản thân hay là cho người thân? Không, chỉ được cho chị thôi. À thế à? Còn lại là mẹ chị là chị có thể mất tiền bình thường. Kể cả là em trai chị có thể mất tiền. Mà chị bắt cái tiền đấy sang cho người khác cũng không được bắt không được. Tức là nó cho mình, thích là mày thích làm thì mày làm. Nên là đấy, nhiều khi nó vì sống vì đam mê nên là lại được đam mê đam đền đáp. Đền đáp thì tại sao mới làm đến mất tiền. Đấy. Thế thế là bây giờ năm nay chị cũng chưa làm được gì đúng không? Nó có được cho cộng không? Cộng năm sau thấy không? Em thì được đẹp, làm đẹp thoải mái, em là cũng miễn phí hoàn toàn. Em là bây giờ là em là hình ảnh đại diện nên là cho làm thoải mái. Đó, nó cảm nó thấy cũng cái có. Cần là... Nhưng mà ví dụ như chị em là cũng không được. Đúng rồi, nó sẽ có chế độ giống như bản thân chị ấy. Mẹ chị chỉ có mất 600 triệu mà. Nó có chẳng giảm giá luôn. Nhưng mà năm nay là chưa, chị em mình có được đập vào rồi đi sang sau năm ngoái hẹn hò. Em chị với em hẹn nhau sợ thế, nó hẹn xong một năm Covid thôi. Nên là thôi năm nay chị em đừng hẹn nữa gì nữa. Thật, cứ làm là làm. Đúng không? Bởi vì thật ra chị em cũng quá bận cơ. Cái giờ chị với em mà để trùng được với nhau ấy, nó cũng quá khó. Thực sự đúng. Mà vì Oanh cũng rất là bận với mọi người, phim liên tục, mà bản thân Linh cũng là một người quá bận. Nên là hai chị em để mà khớp được với nhau một ngày nó cực kỳ khó luôn ý. Mà hôm nay á phải giành giật Oanh mãi đấy, giành giật từ phim trường đấy. Vừa mình Oanh vừa đi quay về lúc 8 giờ nhỉ? Lúc 7, 8 giờ kém. Mà phải công nhận là đấy lúc nào cũng vất vả, tất tưởi nhưng mà lúc nào trông cũng xinh tươi. Nhưng mà nói chung là cũng ai cũng bảo em là cái điều mà em thấy sướng nhất là mọi người cứ bảo mình tại sao càng ngày càng trẻ. Xinh hơn. Thì đó thì đấy là cái câu trả lời luôn là ai đi đấy. Đúng rồi. Thì nhưng là cái phương pháp của mình từ việc thẩm mỹ lẫn cả việc chăm sóc bên trong bên ngoài, da rẻ răng miệng, tất cả mỗi thứ nó một tí. Cái sự kết hợp mỗi thứ một tí, một gọi là tinh túy đấy, nó tạo nên cả một cái tổng thể rất là mềm hoàn mại, hoàn hảo. Mà cái sướng nhất là cái việc mà mình làm, mình có làm nhưng mà nhìn như không làm. Đó, nó tự nhiên và nó mềm mại và nó rất là kiểu trẻ trung, thì nó mỡ màng, nó tự lại khác. Mọi người đấy không phải giới thiệu nhưng mọi người cũng nhìn thấy là như thế. Và anh thấy rằng là cái thành đấy là cái thành công lớn nhất, vì là nó đó cái mong ước của anh nhiều nhất là việc mình được được đẹp nhất có thể cho bản thân mình này, rồi mình được trẻ này, rồi mình được lúc nào mình ngắm nhìn mình thấy mình xinh thì đấy là một cái mình hạnh phúc. Có hôm nào mà thể hôm nào mà thấy thành công mà hóa ra thấy thành công rồi ấy. Hôm nào mà xấu quá còn không muốn nhìn gương ấy, xong tự cảm giác cuộc đời như là tụt cảm xúc ấy. Vì hôm nào mà anh chỉ cần da xấu xấu một tí thôi, hoặc là bị kiểu ngày nào hôm làm BB laser xong, hôm nào mà làm BB laser xong đợi đến thời gian bong ấy, ôi nổi bà này đẹp lắm. Ôi chị ơi, không muốn soi gương luôn ấy, bị áp lực cực kỳ luôn. Mọi người biết không, những cái phương pháp tái tạo ấy nó cần có thời gian mọi người, tức là tái tạo xong thì nó phải cần khoảng 7 ngày mới đẹp. Nhưng mà này bà không chấp nhận sống một ngày nào ấy, thì là ôi chị ơi em điên mất rồi. Tức là nghiện cái BB laser, phương pháp làm đẹp BB laser làm xong nhá, chỉ cần mất 5 ngày xấu. Có lúc ngày sang bắt đầu từ ngày thứ 7. Nhưng mà làm rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không thể nào vượt qua được ngày đầu tiên. Ui kinh kinh lắm luôn ấy, nhưng mà xong đấy thì da đúng như đắp phấn. Da đúng như là mặt mình phủ phấn, mở mắt dậy mẹ qua cứ bảo anh là xong mặt cứ như đánh phấn, bởi vì là làm xong BB laser nó làm cho da nó mướt, nó căng xong rồi nó cứ mịn cho nó phấn. Phê lắm, nó đúng kiểu công nghệ phủ phấn nhỉ. Phê kinh khủng khiếp luôn ấy. Nhưng mà bị mỗi cái là 5 ngày đấy rất xấu, như thị nở dâu lắm, nó xám xịt vào xong rồi nó cứ lao lao lổ lổ luôn ấy. Nhưng mà ai mà có thời gian để mà chịu 5 cái ngày xấu đấy thì phê. Ôi giời, thì phê, anh thấy mọi người phê lắm, anh nghiện BB laser, chỉ có điều là phải có thời gian để chịu cực hình 5 cái ngày xấu đấy. Nhưng mà cũng là
là công nghệ của anh rất thích nhưng mà lại không có nhiều cơ hội để làm, bởi vì là anh không có nhiều thời gian nghỉ trong nghỉ dưỡng 5-7 ngày như thế. Thu xếp đợt này là do phim này là không, trước phim này anh được làm một lần rồi. Đúng rồi, đợt hết lựa chọn đấy là em làm được một lần là đỡ đi rất là nhiều, và đợt lên sau đó thì lại đến phim tiếp theo, bởi vì là đợt này em cũng có nhiều dự án quá cơ, hết phim này xong phim cái dự khác. Án nó cũng hơi dài hơi thật, quay gần một năm. Đấy là dự án này là phim được bao nhiêu tập? Đang dự kiến là 100 đến hơn 100 tập quay trong vòng 8 đến 10 tháng. Thế cho nên là dự án này là dự án khá là dài hơi. Anh chỉ hy vọng là mình cố gắng mình duy trì được cái làn da, cái sức khỏe như hiện tại, để lúc nào mình cũng lên hình, xuất hiện trên hình đẹp nhất, tươi tắn nhất, mạnh khỏe nhất, rạng rỡ nhất. Đó, đấy là cái mong ước lớn nhất của anh, bởi vì là bản thân mình là khi bây giờ được sống trong tình yêu thương cũng như sự ủng hộ của mọi người thì không bao giờ muốn mình xấu đi cả. Muốn lúc nào mình cũng rực hừng hực, lúc nào cũng muốn rạng rỡ, lúc nào cũng muốn đẹp đẹp nhất có thể để cho mọi người ngắm yêu quý mình, mọi người ngắm nhìn mình, ai chẳng thích ngắm nhìn cái đẹp đúng không? Thế cho nên là được giữ cho mình đẹp, cho mình trẻ cũng là cái cảm giác cũng như là cái trách nhiệm yêu để thể hiện cái sự đáp lại của mình dành cho khán giả, sự tôn trọng khán giả, ngoài cái việc thể hiện khả năng trong công việc ra, trách nhiệm với công việc ra, thì cái việc mình luôn luôn giữ được một cái hình thể rồi hình ảnh tốt nhất cũng là một trong những cái trách nhiệm lớn. Thì anh nghĩ rằng là đó, thì vừa là được yêu thương bản thân, vừa là được thể hiện tình yêu thương với khán giả, thì đó là cái điều mà Phương Anh cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất trong thời điểm hiện tại và tương lai. có ai đi rồi chị Anh luôn đẹp, công nhận đấy. Ngày càng xinh hơn, ngày càng trẻ hơn, bây giờ như 18 thôi nhỏ. 18 không? 18. Để cắt cái mái này buồn cười như em đi quay ấy, xong rồi em cắt tóc ngắn xong em để mái như này. Gặp mọi người, gặp anh ở ngoài có rất nhiều người không nhận ra, bởi vì là không nghĩ là mình ở ngoài kiểu trẻ như thế. Đây là anh nói thật. Ai mà gặp anh ở ngoài ấy, mọi người livestream đây có bao nhiêu người xem đây, mọi người sẽ có cái sẽ nếu ai gặp anh ở bên ngoài rồi sẽ thấy là anh nói không sai. Là mọi người có những người không nhận ra vì không nghĩ ở ngoài mình lại trẻ thế. Có những người nhận ra thì đều phải hốt hoảng nói là không nghĩ ở ngoài lại trẻ. Xong rồi nhìn như con trẻ con, tức là nhìn như học sinh sinh viên ấy. Đó, nhưng mà cái tạo hình mới của Phương Anh cũng khá là kiểu khỏe khoắn nữa, cho nên là nhìn nó lại càng trẻ. Và thật sự là ngoài cái việc một trong những cái mà khác biệt rõ nhất là cái răng của em đấy. Bởi vì là đây là răng mới của anh để lên phim mới này, thì là khi mà anh làm cái khuôn răng này, cái dáng răng nó hạt na, hạt bắp nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó mỏng mỏng, nó vừa vừa ấy, không quá dài mà không quá to, thì cái khuôn miệng của mình nó rất là trẻ và nó rất là hiền, kiểu nó cứ kiểu dạng dỡ theo kiểu tươi tươi và trẻ trung ấy, chứ không thích cái kiểu dáng răng như dáng răng cũ của anh là hơi dài dài thì nhìn nó sang, thế nhưng mà nhìn nó lại không được tự nhiên lắm. Đây là phải nói thật. Thì khi mà anh làm sang hàng ra mới này, anh lại thiên về cái phong cách tự nhiên và trẻ trung hơn, thì nó sẽ làm cho anh lên hình sẽ tươi mới hơn, và anh sẽ giữ được, sẽ được làm nhiều dạng vai trẻ hơn. Đến bây giờ anh vẫn đang làm những vai hơn 20 tuổi. Mà anh đã hơn 30 tuổi rồi. Thì đấy là một cái cách mà anh thấy thành là công thực sự. Thành công mà, thật sự là thành công. Đây là một trong những cái mà anh cảm thấy thành công, mà anh nhìn thấy rõ nhất. Và khán giả vẫn đón nhận và vẫn thấy là những cái quyết định cũng như những cái lựa chọn của Phương Anh vẫn là đang đúng đắn. Cảm ơn mọi người. Không nói gì nữa mà đấy. Vì bà ác kiểu tin tưởng ủng hộ anh. Bạn fan tip, hello em Nguyễn Ngọc Anh mới bảo là mai em lại đến buổi cấy tóc rồi chị ạ. Mai qua nhá. Đây này mọi người, anh nhìn thấy anh này. Anh bây giờ phải để tóc ngắn, để cấy tóc cho nó hiệu quả đó. Cũng phải chấp nhận đấy em ạ. Bây giờ anh cũng bạn ấy là nối tóc nhiều năm nay rồi. Này, chút cái nhưng bây giờ bạn ấy cũng muốn là tóc nó dày lên. Nên là chỉ bảo, ôi muốn hiệu quả nhất em phải cắt tóc đi, thì khi em cấy nó mới hiệu quả cao được. Anh không nói, chắc ai cũng không biết là anh 30 tuổi đâu. Đó, anh trộm vía 32 rồi. 32 rồi nhỉ? Đó, và thật sự là ôi, vèo, phát 32 không ai nghĩ là rồi. Em còn không nghĩ là mình 32 luôn. Nó soi gương không nghĩ là mình 32 đâu. Thật, nhìn gương. Kể cả là ông Thắng nha chị nhá. Nhìn ông bốn mấy tuổi rồi. Nhưng mà ông ấy lúc nào ông ấy cũng tưởng ông ấy chỉ khoảng 30-40. Ông ấy nói chuyện đó lúc nào ông cũng tưởng ông ấy hơn 20 ấy. Nên bảo sao rất nhiều những người mà người ta khoảng kể cả 5-70 tuổi, người ta gặp những cô gái trẻ nó vẫn gọi bằng anh em được. Đúng rồi. Người ta vẫn bởi vì bản thân người ta đúng rồi chuẩn luôn. Bản thân thần mình cũng vậy nhá. Nhưng ngày xưa chị có một bạn hàng xóm, em bé hàng xóm, hồi đến lúc mà chị bước chân vào bên đó gần hai người hai nhà ở cạnh nhau ấy, thì thằng bé nó bằng đúng bằng Rio chị bây giờ. Nó bé lắm luôn, nó học lớp 5. Thế mà chỉ mấy năm sau bây giờ nó to, nó cao hơn cả chị.
xong mỗi lần nó vẫn cháu chào cô ạ, là cô cứ giật thót cả tim luôn. Em ơi, mình đúng không? Là mình nhận tay để nó chào cô ạ, bây giờ nó cao hơn chị, em hiểu không? Thì nó lấy nó lớp 12 thôi mà nó cao hơn chị và trông nó rất là kiểu vợ trẻ con, bây giờ nó rất là già. Đúng rồi. Ừ, xong mặt nó lại lên mụn nữa. Thế là cảm giác nó trông nó rất là to cao, nó cứ lớn đúng không? Ừ đúng rồi. Mình cảm giác là ôi sao mình già thế này rồi. Mỗi lần nó cứ chào bằng cháu chào cô ạ thề là đau tim vãi xưởng luôn đấy mọi người. Bây giờ nghĩ mà có ai mà cháu chào cô ấy là mình đã thấy sợ rồi. Mình vẫn nghĩ là mình chỉ khoảng 20 thôi. Công nhận. Thật đấy. Chị có nghĩ tâm thế hồn. Cũng chỉ là em tâm hồn của chị chỉ là 20 thôi mà kể cả tâm hồn của chồng chị cũng chỉ 20 thôi. Ừ. Đến bố chồng chị, tâm hồn của bố chồng chị chắc chỉ thế. Lúc nào cũng thấy mình rất là trẻ. Thật sự như thế, nhưng mà đúng là tâm hồn quan trọng. Cái tâm hồn, cái tinh thần. Ừ, tinh thần là quan trọng. Mà muốn làm được điều đấy thì mình phải biết yêu thương bản thân. Ừ. Phải thật, phải công nhận là như thế. Là cái gì mà khó quá thì để ai đi lo. Đúng. Không cần phải. Có những cái chúng ta có thể lo được, nhưng có những cái chúng ta không thể lo được. Ừ. Vậy nên là cứ khó quá thì mọi người hãy qua ai đi nhá. Chị phải công nhận với em là rất là nhiều người trước không biết yêu bản thân, nhưng mà một lần chỉ thử một lần yêu bản thân, ừ, tự đầu tư cho mình cái gì đó là tự nhiên sẽ kéo theo đó là mình sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, sẽ biết là mình cần cái gì, thật sự cái nào hợp với mình để khiến mình đẹp hơn, tự tin hơn, từ sẽ thay đổi hết. Có những người nhá, em thấy rất là nhiều người lúc đầu xuất tình toàn không để ý nhan sắc, không để ý hình thức đâu, nhưng khi bắt đầu làm cái mũi lên chẳng hạn, thấy tự nhiên thấy tổng thể nó khác và thấy xinh hơn, tự nhiên ngắm nhìn thấy yêu bản thân hơn, thấy thích hơn, thế là tự nhiên biết thích mặc đẹp hơn, đúng không? Xong cũng thấy tóc tai thích tóc phải đẹp hơn. Thế là mỗi thứ một tí tự nó kéo theo rất nhiều, và mọi người sẽ biết là biết trân trọng bản thân hơn thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong cuộc sống, trong công việc, trong gia đình, trong cách đối nhân xử thế, gọi mọi người xung quanh, chồng con rồi bố mẹ anh chị trong nhà. Tức là mọi thứ nó kéo theo từng tí, dần một, và chúng ta cứ càng ngày càng cầu tiến, nó càng tiến lên, chất lượng cuộc sống cũng như là tinh thần rồi cảm xúc của mình nó cũng sẽ dần dần nó sẽ lên cao đúng, hơn. Đúng, đó thì thật sự mọi người cứ để ý, như ai mà không biết yêu thương bản thân, không biết chăm sóc cho bản thân nhá, cực kỳ thui chột luôn, nó cứ tụt dần và cứ càng ngày càng thui chột đi, cứ đứng dậm chân một chỗ. Mà ai mà mọi người mà cầu tiến nhá, khi mà nhìn lại cái người mà ngày xưa cùng xuất phát điểm với mình, thậm chí là có những thời điểm người ta còn đang hơn mình ở thời điểm ở thời điểm đích, à thời điểm cái xuất phát điểm, thế nhưng mà khi mà mình biết yêu thương bản thân, mình cầu tiến xong rồi mình nhìn lại cái người đấy, mình thấy tự nhiên là ngày xưa mình đã từng ôi nó hơn hẳn mình cái nọ cái kia, mà đến bây giờ tự nhiên thấy nó cũng bị thu chột hẳn đi và nhìn nó rất là chán luôn ấy. Nhìn bảo tại sao nó lại có thể bị đứng một chỗ như vậy, mà mình nhìn lại mình thấy cái hình ảnh đấy của nó rất là kiểu khác xa với mình. Đấy, cái sự mà yêu thương bản thân và biết để ý chăm sóc bản thân mình nó sẽ khác hoàn toàn với những người mà người ta không chịu để ý bản thân. Đúng. Thì đấy là một cái thiệt thòi rất là lớn, không chỉ con gái đâu, kể con trai, bất cứ ai cũng vậy. Thật sự là anh thấy là anh nhìn đến bây giờ 30 mấy tuổi rồi, nhìn từ chính tấm gương của mình, rồi những người xung quanh mình, bạn bè, anh chị em trong nhà, rồi rất nhiều những cái mà mình nhìn thấy cả cái hành trình của họ, thì mình mới phân biệt, mình so sánh được là với cái người mà biết yêu thương bản thân thì cái tinh thần, cái trí cầu tiến nó sẽ khác hẳn với những người mà ngược đãi bản thân và thậm chí là không biết chăm chút cho bản thân mình, nó khác hẳn luôn, kể cả về trong công việc nhá. Có những người mà họ sẽ tiến rất xa, nhưng có những người tại sao mãi mãi chỉ làm nhân viên, mãi mãi chỉ ở một cái chỗ đấy không phát triển được. Thế xong rồi tự nhiên mình cứ thu chột dần đi cả về nhan sắc, hình thức lẫn kể cả về tư duy, xong rồi cứ nhìn người nọ người kia người ta phát triển lại cái bĩu môi chìa mỏ, xong sân si, xong rồi nói xấu, tự nhiên mình cứ thành biến mình thành xấu dần đi, tự mình biến thành mình xấu thôi, chẳng ai làm cho mình xấu cả. Thế thì khi mà người ta đẹp, tại sao người ta nói là người đẹp thì hay nói những lời kiểu miệng thốt ra hoa ra ngọc là vì vậy. Vì là khi người ta đẹp ấy, người ta luôn luôn muốn có những cái bản thân tinh thần của họ đã rất là tích cực rồi, thì họ sẽ nói chuyện, người ta sẽ không bao giờ biết không muốn sân si nữa, bởi vì là nhìn đâu họ cũng thấy cái điều tích cực thôi. Thậm chí là với những người mà người ta ấy hơn thì người ta sẽ bao dung hơn, sẽ yêu cuộc đời hơn, bao dung với cuộc đời nhiều hơn, và người ta sẽ chỉ muốn những cái tốt đẹp lan tỏa. Thì nó nói chung là nó kéo theo rất là nhiều thứ, cái chất lượng cuộc sống rồi cái tinh thần tư duy nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những người mà không biết yêu thương bản thân và không biết yêu cái đẹp, thì phải công nhận là như vậy. Thế cho nên là nó tóm lại là mọi người phải biết lắng nghe bản thân, phải biết yêu thương và chiều chuộng bản thân nhiều hơn, và gì đấy quên mất rồi. Đang nói cái gì tự nhiên nó lãng quay sang rồi quên luôn, rồi mất não. Chị đang bảo mình đang nghĩ là cái từ gì đâu, chị đang nói nhân viên của chị đang học một phòng đông mọi người, nha mình đang rất là kiểu gay gắt, xong đang thì hồi tự nhiên chưa
sao cũng có điện thoại nhấc lên một phát thôi rơi não luôn, là mình rơi não luôn, kiểu chị đang hỏi về cái gì nhở, rơi não thật sự. Thỉnh thoảng bị như thế, thỉnh thoảng bị kiểu như thế, thỉnh thoảng là theo kiểu như là mình bị nhiều việc quá. Đúng rồi, tức là mình bị nhiều việc quá, trong đầu mình quá nhiều thứ để nghĩ nên thành ra thỉnh thoảng mình bị quên như thế đấy. Bởi vì khi mà em quá nhiều việc em sẽ hay bị như thế. Còn lại nếu như em chỉ có một công việc nhá, không bao giờ em quên được. Làm gì có bị cái gì sau tháng đâu đúng không? Chỉ có mỗi cái vấn đề thôi. Đây mình có quá nhiều thứ nó chi phối cái mạch của mình. Tóm lại là như vậy. Thì đây là câu chuyện của hai người đàn bà, hai người phụ nữ cực kỳ yêu bản thân. Bị yêu ấy. Thôi mình dừng lại đi em. Mình dừng lại đi mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, là mọi người nhận được quà từ Facebook của anh rồi thì mọi người hãy sang page của Ngô Thùy Linh để gửi lại cái chụp lại màn hình cái phần mà Oanh đã ghim tên mọi người ở dưới nhá. Đó, để thì bên Facebook Ngô Thùy Linh sẽ gửi quà tặng cho mọi người nhá. Mọi người đang cười đáng yêu chết đi. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì cũng đến lúc mà phải dừng like cho mọi người nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hai chị em hóng hớt buôn chuyện. Chúc cho mọi người ngủ ngon này. Và cái gì khó quá thì hãy để ai ghi lo nhá.